Trong các pháp tướng không có bị bố thí, không có người bố thí, không có kẻ nhận lãnh, ba thứ ấy đều tánh rỗng không. Pháp tánh rỗng không ấy chẳng thể lấy được, tướng không thể lấy được là tánh rỗng không. Này Tu Bồ Đề, lúc hành bố thí ba la mật, Đại Bồ Tát bố thí cho chúng sanh, trong ấy chẳng có được bố thí, chẳng có được người thí, chẳng có được kẻ nhận. Tại sao? Vì vô sở đắc ba la mật gọi là bố thí ba la mật. Vì Bồ Tát ấy chẳng có được ba pháp ấy, nên có thể dạy chúng sanh cho họ được quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến vô thượng Bồ Đề. Như vậy, này Tu Bồ Đề, lúc hành bố thí ba la mật, Đại Bồ Tát thành tựu chúng sanh, Bồ Tát ấy tự mình hành bố thí, cũng dạy người bố thí, khen ngợi pháp bố thí, vui mừng khen ngợi người bố thí. Bố thí như vậy xong, Bồ Tát ấy sanh nhà dòng lớn Sát Đế Lợi, Bà La Môn, cư sĩ, hoặc làm tiểu dương, hoặc làm chuyển luân thánh dương. Bây giờ dùng bốn việc nhiếp lấy chúng sanh, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và động sự. Dùng bốn việc ấy nhiếp lấy chúng sanh rồi, chúng sanh lần lần an trụ nơi giới, tứ thiền, tứ tâm, tứ định, tứ niệm xứ, nhẫn đến bát thánh đạo phần, ba giải thoát môn, được vào trong chính vị, được quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến quả A-la-hán, hoặc được đạo Bích Chi Phật, hoặc dạy cho họ được vô thượng Bồ Đề, bảo họ rằng các người nên phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề ấy rất dễ được, tại sao? Không có pháp nhất định làm chỗ chúng sanh nắm lý được, chỉ vì điên đảo nên chúng sanh nắm lý thôi. Vì thế mà các người nên tự mình rời lìa sanh tử, cũng phải dạy người khác rời lìa sanh tử. Các người phải phát tâm hay lợi ích cho mình cũng sẽ lợi ích người khác. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát phải hành bố thí ba la mật như vậy. Do hành bố thí ba la mật mà từ khi mới phát tâm trở lại, Bồ Tát trọn chẳng đọa ác đạo, thường làm chuyển luân thánh dương. Tại sao? Vì tùy theo chỗ gieo giống mà được quả báo lớn vậy. Lúc Bồ Tát ấy làm chuyển luân thánh dương, thấy có người đến xin nghĩ rằng, tôi chuyển vì việc nào khác mà thọ ngôi chuyển luân thánh dương, mà chỉ vì lợi ích tất cả chúng sanh. Suy nghĩ xong, bảo người đến xin rằng, đây là vật của nhà ngươi tự lấy đi chứ e dè. Ta không tiếc đâu, ta vì chúng sanh mà thọ lấy sanh tử, vì thương xót các người mà ta đầy đủ lòng đại bi. Bồ Tát thực hành đại bi ấy, làm lợi ích cho chúng sanh, cũng chẳng được tướng chúng sanh quyết định thiệt, chỉ giả danh mà có thể gọi là chúng sanh. Danh tự ấy cũng rỗng không, như tiếng giang, thiệt chẳng thể đối tướng quyết định được. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát phải hành bố thí ba la mật như vậy, ở trong chúng sanh không tiếc gì cả, dẫn đến chẳng tiếc da thịt của chính thân mình, huống là vật ngoài thân. Do pháp này mà có thể cứu vớt chúng sanh ra khỏi sanh tử. Pháp này là những gì? Đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật, nhẫn đến 18 pháp bất cộng. Dùng những pháp ấy làm cho chúng sanh từ trong sanh tử được ra khỏi. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong bố thí ba la mật, bố thí xong bảo rằng, này các người đến đây giữ giới, tôi sẽ cung cấp các người không để thiếu hụt những đồ uống ăn, y phục, đồ nằm, nhẫn đến tất cả đồ cần để sống, tôi sẽ cung cấp cho các người. Vì thiếu đói mà các người phá giới, tôi sẽ cung cấp đầy đủ đồ dùng cho các người không thiếu hụt, hoặc là món ăn, thức uống, nhẫn đến bảy báo. Các người an trụ trong giới luật nghi này, lần lần sẽ được hết khổ, nương nơi ba thừa mà được giải thoát, hoặc thanh văn thừa, hoặc bích chi Phật thừa, hoặc Phật thừa. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong bố thí ba la mật, nếu thấy chúng sanh sân hận thì bảo họ rằng, này các người, duyên cớ gì mà các người giận hờn, tôi sẽ cấp đồ cần dùng cho các người muốn vật gì cứ lấy ở nơi tôi sẽ cung cấp đầy đủ để các người khỏi thiếu hụt. Bồ Tát này an trụ trong bố thí ba la mật, dạy chúng sanh nhẫn nhục, bảo họ rằng, trong tất cả pháp không có pháp nào thiệt chắc, chỗ giận của các người là nhân duyên trọng không, chẳng thiệt chắc, đều từ nhớ tưởng hư vọng mà sanh. Các người bị cái sân hận không căn bổn phá hoại đê tâm mà ác khẩu mắng nhiếc, giao gậy hại nhau, dẫn đến giết chết. Các người chớ vì pháp hư vọng ấy mà sanh sân hận, để rồi phải đọa trong địa ngục súc sanh ngạ quỷ, chịu vô lượng khổ. Các người chớ vì những pháp hư vọng không thiệt
mà gây tội nghiệp, vì tội nghiệp ấy thì còn chẳng được thân người, huống là được sanh đời có Phật. Này các người, đời có Phật khó gặp, thân người khó được, các người chớ để mất dịp tốt. Nếu mất dịp tốt thì chẳng cứu được. Đại Bồ Tát ấy giáo hóa chúng sanh như vậy, tự mình hành nhẫn nhục, cũng dạy người khác hành nhẫn nhục, khen ngợi pháp nhẫn nhục, vui mừng khen ngợi người hành nhẫn nhục. Bồ Tát ấy làm cho chúng sanh an trụ trong nhẫn nhục, lần lần cho tam thừa mà được hết chỗ. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật làm cho chúng sanh an trụ nhẫn nhục. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật làm cho chúng sanh tinh tiến? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sanh giải đãi, bảo họ rằng: các người sao lại giải đãi? Chúng sanh thưa: vì nhân duyên ít. Bồ Tát ấy bảo mọi người rằng: tôi sẽ làm cho các người đầy đủ nhân duyên, hoặc bố thí, hoặc trì giới, hoặc nhẫn nhục. Những nhân duyên như vậy làm cho các người đều đầy đủ. Những chúng sanh ấy được Bồ Tát lợi ích nhân duyên, nên họ được thân tinh tiến, khẩu tinh tiến, tâm tinh tiến. Vì ba nghiệp tinh tiến nên đầy đủ tất cả pháp lành, tu pháp thánh vô lậu. Vì tu pháp thánh vô lậu nên được quả tu Đà Hoàng, nhẫn đến vô thượng Bồ Đề. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát lúc hành bố thí ba la mật, an trụ tinh tiến ba la mật để nhiếp lấy chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Đại Bồ Tát lúc hành bố thí ba la mật, giáo hóa chúng sanh, khiến họ tu thiền ba la mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sanh loạn tâm, bảo họ rằng: các ngươi nên tu thiền định. Chúng sanh thưa: chúng tôi chẳng đầy đủ nhân duyên. Bồ Tát bảo: ta sẽ làm cho các người đầy đủ nhân duyên, để các người tâm chẳng theo giác quán, tâm chẳng chảy tan. Do đủ nhân duyên ấy, chúng sanh dứt giác quán, nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hành từ bi hỷ xả. Do thiền và tâm vô lượng ấy mà chúng sanh có thể tu tứ niệm xứ, nhẫn đến bát thánh đạo phần. Lúc tu 37 pháp trợ đạo ấy, chúng sanh lần nhập tam thừa mà được niết bàn, trọn chẳng mất đạo. Này Tu Bồ Đề, như vậy lúc hành bố thí ba la mật, Đại Bồ Tát dùng thiền ba la mật nhiếp lấy chúng sanh, khiến họ hành thiền ba la mật. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Đại Bồ Tát hành bố thí ba la mật, dùng bát nhã ba la mật nhiếp lấy chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sanh ngu si, không có trí huệ, bảo họ rằng: các người sao không tu trí huệ? Chúng sanh thưa: vì không đầy đủ nhân duyên. Bồ Tát ấy bảo: những nhân duyên mà các người cần để được đầy đủ trí huệ có thể lấy ở ta, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định. Khi những nhân duyên ấy đã đầy đủ, các người tư duy như vậy: lúc tư duy bát nhã ba la mật, có pháp gì có thể được chăng? Những là ngã, chúng sanh, thọ mạng, nhẫn đến tri giả, kiến giả có thể được chăng? Những là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, sáu ba la mật, 37 pháp trợ đạo, quả tu Đà Hoàng, quả tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật, vô thượng Bồ Đề có thể được chăng? Lúc tư duy như vậy, ở trong bát nhã ba la mật, chúng sanh ấy không có pháp nào có thể được, có thể nắm lấy. Nếu chẳng nắm lấy các pháp, bây giờ chúng sanh ấy chẳng thấy pháp có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh, chẳng phân biệt là địa ngục, là súc sanh, là ngạ quỷ, là Atula, là nhân, là thiên, là trì giới, là phá giới, là tu Đà Hoàng, là tư Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán, là Bích Chi Phật, là Phật. Như vậy, này Tu Bồ Đề, lúc hành bố thí ba la mật, Đại Bồ Tát dùng bát nhã ba la mật nhiếp lấy chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Đại Bồ Tát an trụ trong bố thí ba la mật, dùng giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tiếng ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, nhẫn đến 37 pháp trợ đạo nhiếp lấy chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trong bố thí ba la mật, đem đồ cấp dưỡng làm lợi ích cho chúng sanh, do nhân duyên làm lợi ích này, chúng sanh có thể tu tứ niệm xứ, nhẫn đến bát thánh đạo phần. Chúng sanh hành 37 phẩm trợ đạo ấy được ra khỏi sanh tử. Như vậy, Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng thánh pháp vô lậu nhiếp lấy chúng sanh. Lại này Tu Bồ Đề, lúc Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, bảo họ rằng: này các người đến nơi ta và lấy những vật cần dùng, những là đồ uống, ăn, y phục, đồ nằm, hương hoa, nhẫn đến bảy báo. Từ nay, các người mãi mãi được lợi ích an vui. Các người chớ nghĩ rằng những vật này chẳng phải sở hữu của chúng tôi. Từ lâu, luôn luôn ta vì chúng sanh mà tập hợp những vật ấy. Các người nên lấy những vật ấy như vật của mình không khác.
Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến họ hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ, nhẫn đến khiến họ được 37 pháp trợ đạo, 10 trí lực, nhẫn đến 18 pháp bất cộng, cũng khiến họ được các pháp vô lậu, những là quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A La Hàm, quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật, vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, như vậy, lúc hành bố thí ba la mật, Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cho họ được rời lìa ba ác đạo và tất cả sự khổ sanh tử qua lại. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ trì giới ba la mật giáo hóa chúng sanh bảo họ rằng, các người thiếu nhân duyên gì và phá giới, ta sẽ cấp cho các người để đầy đủ nhân duyên, những là bố thí, nhẫn đến trí huệ và các thứ vật dùng để sống. Đại Bồ Tát này an trụ trì giới ba la mật, làm lợi ích chúng sanh khiến họ hành 10 điều lành, xa rời 10 điều bất thiện. Những chúng sanh ấy trì các giới, chẳng phá giới, chẳng khuyết giới, chẳng nhơ giới, chẳng tạp giới, chẳng nắm đế giới, lần lần do ba thừa mà được hết khổ. Thi La Ba La Mật làm đầu như bố thí ba la mật. Bốn ba la mật kia cũng như vậy. Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, quyển thứ 29, Hán dịch, Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, Phẩm Tịnh Phật Quốc, thứ 82. Bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề suy nghĩ, những gì là Đại Bồ Tát Đạo? Bồ Tát an trụ đạo ấy có thể làm được đại trang nghiêm như vậy? Đức Phật biết tâm niệm của Ngài Tu Bồ Đề liền dạy rằng, này Tu Bồ Đề, sáu ba la mật là Đại Bồ Tát Đạo, 37 pháp trợ đạo là Đại Bồ Tát Đạo, 8 bội xã, 9 định thứ đệ là Đại Bồ Tát Đạo, 10 trí lực nhẫn đến 18 pháp bất cộng là Đại Bồ Tát Đạo, tất cả pháp cũng là Đại Bồ Tát Đạo. Này Tu Bồ Đề, giả có pháp nào Bồ Tát chẳng học mà có thể được vô thượng Bồ Đề chăng? Này Tu Bồ Đề, không có pháp nào mà Bồ Tát chẳng học. Tại sao? Vì nếu Bồ Tát chẳng học tất cả pháp thì chẳng thể được nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp không, sao lại nói Bồ Tát học tất cả pháp? Phải chăng Đức Thế Tôn ở trong không hí luận mà làm hí luận ư? Những là cái này, cái kia, là pháp thế gian, là pháp xuất thế, là hữu lậu, làm vô lậu, là hữu chi, làm vô chi, là pháp phàm phu, là pháp A-la-hán, là pháp Bích Chi Phật, là pháp Phật. Đúng như vậy, này Tu Bồ Đề, tất cả pháp thiệt rỗng không? Này Tu Bồ Đề, nếu tất cả pháp chẳng rỗng không thì Đại Bồ Tát chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, nay vì tất cả pháp thiệt rỗng không nên Đại Bồ Tát có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, như lời ông nói, nếu tất cả pháp rỗng không, phải chăng Đức Phật ở trong không hí luận mà làm hí luận, những là phân biệt đây kia, là pháp thế gian, là pháp xuất thế, nhẫn đến là Phật Pháp. Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh thế gian biết tất cả pháp không, thì Đại Bồ Tát chẳng học tất cả pháp, được nhất thiết chủng trí. Nay vì chúng sanh chẳng biết tất cả pháp không, nên Đại Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề, rồi phân biệt các pháp, giảng nói cho chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, nơi đạo Bồ Tát này từ ban sơ đến nay phải tư duy như vậy, trong tất cả pháp không có được tánh nhất định, chỉ từ nơi hòa hiệp nhân duyên mà sanh khởi, nên có danh tự là các pháp. Tôi phải tư duy các pháp không có tánh thiệt, có thể nắm lấy được, hoặc là sáu ba la mật, 37 pháp trợ đạo, hoặc là quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật, vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì tất cả pháp tánh trọng không, không chẳng nắm lấy không, không còn là chẳng có được, huống là trong không mà có nắm lấy. Này Tu Bồ Đề, tư duy như vậy, Bồ Tát chẳng nắm lấy tất cả pháp mà học tất cả pháp. Bồ Tát an trụ trong sự học ấy
quan sát tâm hành của chúng sanh, tâm chúng sanh này hành tại chỗ nào. Bồ Tát biết tâm chúng sanh hành trong hư vọng chẳng thiệt, bèn nghĩ rằng chúng sanh ấy nắm lấy pháp hư vọng chẳng thiệt rất dễ độ. Bây giờ Đại Bồ Tát an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật, vì dùng sức phương tiện nên giáo hóa chúng sanh rằng: Này các người, nên hành bố thí sẽ được nhiều của cải, cũng chẳng nên cậy quả báo bố thí mà tự cống cao. Tại sao? Vì trong ấy không có pháp chắc thiệt. Giáo hóa họ trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ cũng như vậy. Chúng sanh hành pháp ấy có thể được quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến vô thượng Bồ Đề, nhưng chớ nghĩ là có pháp ấy. Giáo hóa như vậy thì gọi là hành Bồ Tát Đạo, vì ở nơi các pháp không chỗ nắm lấy, vì trong các pháp ấy không có chắc thiệt. Tại sao? Vì tất cả pháp không có tướng nắm lấy, bởi là tánh không có, là tánh rỗng không. Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bồ Tát Đạo như vậy, Đại Bồ Tát không chỗ an trụ. Bồ Tát ấy vì dùng pháp chẳng an trụ, nên hành bố thí Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành trì giới Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành nhẫn nhục Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành tinh tiến Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành thiền đa Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy. Hành bốn thiền, bốn tâm, bốn định, tám bội xả, chín định thứ đệ cũng chẳng an trụ trong ấy. Tại sao? Vì sơ thiền, vân vân, tánh rỗng không, người hành thiền, vân vân, cũng rỗng không, pháp được dùng cũng rỗng không, được quả Tu Đà Hoàng nhẫn đến, được đạo Bích Chi Phật cũng chẳng an trụ trong ấy. Bạch Đức Thế Tôn, duyên tới gì mà chẳng an trụ trong ấy? Này Tu Bồ Đề, do hai nhân duyên mà chẳng an trụ trong ấy. Một là các đạo quả tánh rỗng không, không có chỗ an trụ, cũng không có pháp được dùng, cũng không có người an trụ. Hai là chẳng lấy chút ít làm đủ. Bồ Tát nghĩ rằng: Tôi chẳng nên chẳng được quả Tu Đà Hoàng, tôi chắc chắn sẽ được quả Tu Đà Hoàng, chỉ chẳng nên an trụ trong quả ấy. Nhẫn đến vô thượng Bồ Đề chẳng nên an trụ trong ấy. Tại sao? Vì từ lúc ban sơ phát tâm trở lại, tôi không còn có tâm nào khác, chỉ nhất tâm hướng về vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát ấy an trụ nhất tâm như vậy, có thể sanh Bồ Đề Đạo. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp bớt sanh, thì thế nào Đại Bồ Tát hay sanh Bồ Đề Đạo? Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp vô sanh. Vì sao vô sanh? Vì không chỗ làm, không chỗ khởi nên tất cả pháp bớt sanh. Bạch Đức Thế Tôn, có Phật hay không có Phật, các pháp pháp tướng thường trụ ư? Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, có Phật hay không có Phật, các pháp pháp tướng thường trụ. Bởi chúng sanh chẳng biết pháp ấy an trụ pháp tướng, nên Đại Bồ Tát vì chúng sanh mà sanh Bồ Đề Đạo. Bồ Tát dùng đạo ấy cứu chúng sanh ra khỏi sanh tử. Bạch Đức Thế Tôn, dùng đạo sanh được Bồ Đề chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, dùng đạo bất sanh được Bồ Đề chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, dùng đạo bất sanh chẳng phải bất sanh được Bồ Đề chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào sẽ được Bồ Đề? Này Tu Bồ Đề, chẳng phải dùng đạo được Bồ Đề, cũng chẳng dùng phi đạo được Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Đề tức là đạo và đạo tức là Bồ Đề, nay đây lúc Bồ Tát chưa thành Phật, lẽ ra phải được vô thượng Bồ Đề. Sao lại nói chư Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác có 32 tướng, 80 tùy hình hảo, 10 trí lực, 4 vô quý, 4 trí vô ngại, 18 pháp bất cộng, đại từ đại bi. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đức Phật có được Bồ Đề chăng? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật không có được Bồ Đề. Tại sao? Vì Phật tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là Phật. Này Tu Bồ Đề, như lời hỏi của Tu Bồ Đề, lúc làm Bồ Tát cũng lẽ ra được Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát ấy đầy đủ 6 Ba La Mật, 37 pháp trợ đạo, đầy đủ 10 trí lực, 4 vô quý, 4 trí vô ngại, 18 pháp bất cộng, đầy đủ an trụ như kim cang tam muội, dùng một niệm tương ứng huệ được vô thượng Bồ Đề, bấy giờ gọi là Phật ở trong tất cả pháp được tự tại. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tịnh Phật quốc độ? Này Tu Bồ Đề,
có Bồ Tát từ ban sơ phát tâm trở lại, tự trừ nghiệp thô nơi thân, trừ nghiệp thô nơi khẩu, trừ nghiệp thô nơi ý, cũng làm sạch ba nghiệp thô của người khác. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là nghiệp thô nơi thân, nghiệp thô nơi khẩu, nghiệp thô nơi ý? Này Tu Bồ Đề, những nghiệp bất thiện như sát sanh, nhẫn đến tà kiến, gọi là ba nghiệp thô của Bồ Tát. Lại này Tu Bồ Đề, lòng sân tham, lòng phá giới, lòng giận hờn, lòng giải đãi, lòng tán loạn, lòng ngu si, gọi là ý nghiệp thô của Bồ Tát. Giới chẳng thanh tịnh, gọi là thân, khẩu, nghiệp thô. Lại này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát xa rời hạnh tứ niệm xứ, thì gọi là Bồ Tát nghiệp thô. Xa rời tứ chánh cần, nhẫn đến, bát thánh đạo phần, tám giải thoát muôn, cũng gọi là Bồ Tát nghiệp thô. Lại này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát tham quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến tham quả A-La-Hán, đạo Bích Chi Phật, thì gọi là Bồ Tát nghiệp thô. Lại này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có tướng sắc, thọ, tưởng, hành, thức, có tướng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, có tướng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tướng nam, tướng nữ, có tướng cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, có tướng pháp thiện, pháp bất thiện, hữu di, vô di, thì gọi là Bồ Tát nghiệp thô. Đại Bồ Tát đều xa rời những tướng nghiệp thô như vậy, tự mình bố thí, cũng dạy người khác bố thí, cần thức ăn cho thức ăn, cần y phục cho y phục, nhẫn đến cần các thứ vật dùng để sống đều cấp cho tất cả, cũng dạy người khác hành bố thí như vậy, đem phước đức ấy cùng chung với tất cả chúng sanh hồi hướng tịnh Phật quốc độ, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ cũng như vậy. Đại Bồ Tát ấy hoặc đem trân bảo đầy cả cõi đại thiên cúng dường tam bảo, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho quốc độ tôi đều bảy báo làm thành. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát đem kỹ nhạc trời trỗi trước Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng cho nhân duyên căn lành này làm cho trong cõi nước tôi thường ghi nhạc trời. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát đem hương trời đầy cả cõi đại thiên cúng dường chư Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho cõi nước tôi thường có hương trời. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng trăm thức uống ăn cúng dường Phật và tăng, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho chúng sanh trong cõi nước tôi đều được trăm thức uống ăn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng hương trời mịn trơn cúng dường Phật và tăng, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho chúng sanh trong cõi nước tôi tất cả đều thọ hương trời mịn trơn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng tùy ý ngũ dục cúng dường Phật và tăng cùng tất cả chúng sanh, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho trong cõi nước tôi hàng đệ tử và tất cả chúng sanh đều được tùy ý ngũ dục, cùng tất cả chúng sanh đồng hồi hướng tịnh Phật quốc độ, nguyện rằng lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi như ngũ dục cõi trời ứng theo tâm hiện đến. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát nguyện rằng tôi sẽ tự mình nhập sơ thiền, cũng dạy tất cả chúng sanh nhập sơ thiền, giới nhị thiền, nhẫn đến 37 phẩm trợ đạo cũng như vậy. Đại Bồ Tát ấy cũng nguyện, lúc tôi được vô thượng Bồ Đề, tôi sẽ làm cho chúng sanh chẳng xa rời tứ thiền, nhẫn đến 37 phẩm trợ đạo. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát có thể tịnh Phật quốc độ. Bồ Tát ấy, ngần ấy, thời gian hành Bồ Tát đạo đầy đủ các nguyện. Bồ Tát ấy tự thành tựu tất cả pháp lành, cũng cho tất cả chúng sanh thành tựu pháp lành. Bồ Tát ấy tự tỏ thân hình đoan chánh, những chúng sanh được hóa độ cũng đoan chánh. Tại sao? Vì nhân duyên phước đức sâu dày vậy. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát nên tịnh Phật quốc độ như vậy. Trong quốc độ ấy, nhẫn đến không có danh từ ba ác đạo, cũng không có danh từ tà kiến, ba độc, hai thừa thanh văn và bích chi Phật, tai chẳng nghe tiếng vô thường khổ không, cũng không có ngã và ngã sở hữu, nhẫn đến không tên các kiết sử phiền não, cũng không những tên phân biệt các quả. Trong quốc độ ấy, gió thổi cây bảy báo, tùy theo chỗ đáng được độ mà vang ra âm thanh như là âm thanh không vô tướng, vô tác, chứ không có tướng, chứ không có hình, chứ không có dạng, chứ không có hình, chứ không có tướng, chứ không có hình, chứ không có dạng, 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 chứ không có dạng,
chư pháp thiệt tướng, có Phật hay không có Phật, tất cả pháp tướng đều không. Trong rỗng không ấy, không có tướng, trong không có tướng thì không có tác, phát ra pháp âm như vậy, hoặc ngày hoặc đêm, hoặc nằm hoặc ngồi, hoặc đứng hoặc đi, thường nghe pháp âm ấy. Lúc Bồ Tát ấy được vô thượng Bồ Đề, chư Phật trong mười phương quốc độ đều khen ngợi, chúng sanh nghe danh hiệu chư Phật ấy chắc chắn sẽ đến vô thượng Bồ Đề. Lúc Bồ Tát ấy được vô thượng Bồ Đề rồi thuyết pháp, chúng sanh nghe pháp, không có ai chẳng tin mà sanh nghi nói rằng đúng pháp, chẳng đúng pháp. Tại sao? Vì trong các pháp thiệt tướng đều đúng pháp, không có chẳng đúng pháp. Có những kẻ phước mỏng ở nơi chư Phật và chư đệ tử Phật chẳng gieo căn lành, chẳng theo thiện tri thức, chìm trong ngã kiến, nhẫn đến chìm trong tất cả thứ kiến chấp, rơi vào biên kiến, hoặc loạn, hoặc thường. Kẻ ấy vì tà kiến nên chẳng phải Phật, nói là Phật lại nói là chẳng phải Phật. Kẻ ấy với phi pháp nói là pháp, pháp lại nói là phi pháp. Vì pháp pháp nên kẻ ấy khi thân ngoại mạng chết phải đọa vào ác đạo địa ngục. Lúc chư Phật được vô thượng Bồ Đề, thấy những chúng sanh ấy qua lại năm loài, bèn làm cho họ rời lìa tà tụ, an lập họ trong chánh định tụ. Chúng sanh không còn tâm tạp quế, hoặc là pháp thế gian, hoặc là pháp xuất thế, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu di, hoặc vô di, nhẫn đến làm cho chúng sanh trong cõi nước ấy chắc chắn đến vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, đây là đại Bồ Tát tịnh Phật quốc độ vậy. Phẩm quyết định. Phẩm thứ 83. Ngài tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy là quyết định hay chẳng quyết định? Đức Phật dạy: Này tu Bồ Đề, đại Bồ Tát quyết định không phải chẳng quyết định. Bạch Đức Thế Tôn, quyết định nơi đâu? Trong đạo Thanh Văn, trong đạo Bích Chi Phật hay là trong đạo Phật? Đại Bồ Tát chẳng phải quyết định trong đạo Thanh Văn, Bích Chi Phật mà quyết định trong Phật đạo. Bạch Đức Thế Tôn, là sơ phát tâm Bồ Tát quyết định hay là tối hậu thân Bồ Tát quyết định? Này tu Bồ Đề, sơ phát tâm Bồ Tát quyết định, bất thối Bồ Tát quyết định, hậu thân Bồ Tát quyết định. Bạch Đức Thế Tôn, quyết định Bồ Tát có đọa sanh ác đạo chăng? Không. Này tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Hoặc bậc Bát Nhân, hoặc bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật có đọa sanh trong ác đạo chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Cũng vậy, này tu Bồ Đề, từ lúc mới phát tâm trở lại, đại Bồ Tát bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, hành thiền tu huệ, dứt tất cả nghiệp bất thiện, không bao giờ còn đọa ác đạo, hoặc không bao giờ sanh trời trường thọ, hoặc sanh chỗ chẳng được tu pháp làm lành, hoặc sanh biên địa, hoặc sanh nhà ác tà kiến, địa phương không tên Phật, không tên Phật, không tên Pháp, không tên Tăng, Bồ Tát ấy không bao giờ còn sanh vào những nơi đó. Này tu Bồ Đề, sơ phát tâm Bồ Tát ở nơi vô thượng Bồ Đề không bao giờ dùng thâm tâm hành mười điều bất thiện. Bạch Đức Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát có thiện căn công đức thành tựu như vậy thì tất chẳng thọ lấy quả báo bất thiện. Như Đức Phật tự thuật đời trước của mình thọ lấy quả báo bất thiện, lúc đó thiện căn công đức ở đâu? Này tu Bồ Đề, vì lợi ích cho chúng sanh, đại Bồ Tát tùy theo đó mà thọ lấy thân, rồi dùng thân ấy làm lợi ích cho chúng sanh. Này tu Bồ Đề, đại Bồ Tát lúc làm súc sanh có sức phương tiện lớn, nếu bị kẻ oán tặc muốn tìm giết hại, Bồ Tát dùng sức nhẫn nhục vô thượng
dùng tâm từ bi vô thượng bỏ thân mà chẳng não hại kẻ oán tặc. Hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật, các ông có sức phương tiện ấy chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không có. Này Tu Bồ Đề, vì lẽ ấy nên phải biết rằng Đại Bồ Tát muốn đầy đủ tâm đại từ bi, vì thương xót lợi ích cho chúng sanh mà thọ thân súc sanh. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát an trụ trong những căn lành gì mà thọ những thân như vậy? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát từ ban sơ phát tâm nhẫn đến lúc ngồi đạo tràng thành Phật. Trong khoảng thời gian ấy, không có căn lành nào mà chẳng đầy đủ. Đầy đủ rồi sẽ được vô thượng Bồ Đề. Vì thế nên từ ban sơ phát tâm, Đại Bồ Tát phải học đầy đủ tất cả căn lành. Học căn lành rồi sẽ được nhất thiết chủng trí, sẽ dứt tất cả tập khí phiền não. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát thành tựu pháp lành vô lậu như vậy mà lại sanh vào loài ác đạo súc sanh? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đức Phật có thành tựu pháp lành vô lậu chăng? Bạch Đức Thế Tôn, tất cả pháp lành vô lậu Đức Phật đều đã thành tựu. Này Tu Bồ Đề, nếu Đức Phật tự hóa làm thân súc sanh để làm Phật sự độ chúng sanh, thì có phải là thiệt súc sanh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không phải. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát cũng như vậy, thành tựu pháp lành vô lậu vì độ chúng sanh mà thọ thân súc sanh, dùng thân ấy để giáo hóa chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, như A-La-Hán biến hóa các thứ thân có thể làm cho chúng sanh hoan hỷ chăng? Bạch Đức Thế Tôn, có thể. Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy. Đại Bồ Tát dùng pháp lành vô lậu ấy tùy theo chỗ nên mà thọ lấy thân, dùng thân ấy làm lợi ích chúng sanh cũng chẳng thọ đau khổ. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như nhà ảo thuật, thuật ra các thứ thân hình nào là voi ngựa, bò dê, nam nữ, vân vân để trình bày cho mọi người. Này Tu Bồ Đề, những vật và người ấy có thiệt chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng thiệt. Này Tu Bồ Đề, cũng vậy, Đại Bồ Tát thành tựu pháp lành vô lậu hiện làm các thứ thân để dùng các thứ thân ấy làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cũng chẳng thọ các sự khổ. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát được thánh vô lậu trí huệ mà tùy theo thân hình nào thích ứng để độ chúng sanh thì hiện các thứ thân hình ấy. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát an trụ pháp lành nào để có thể làm những phương tiện như vậy mà chẳng bị ô nhiễm? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng Bát Nhã Ba La Mật làm sức phương tiện như vậy ở trong hằng hà sa quốc độ mười phương, làm lợi ích cho chúng sanh cũng chẳng tham lấy những thân ấy. Tại sao? Vì kẻ nắm lấy, pháp lấy và chỗ lấy, cả ba thứ ấy đều bất khả đắc, vì tự tánh rỗng không vậy. Không chẳng lấy không, trong không chẳng có kẻ lấy, cũng chẳng có chỗ lấy. Tại sao? Vì tướng rỗng không, trong rỗng không bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đề, đây gọi là bất khả đắc không. Bồ Tát an trụ trong đây có thể được vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát chỉ an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật được vô thượng Bồ Đề mà chẳng an trụ trong pháp khác chăng? Này Tu Bồ Đề, có pháp nào chẳng vào trong Bát Nhã Ba La Mật chăng? Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật tự tánh không, thì tất cả pháp sao lại đều vào trong Bát Nhã Ba La Mật? Bạch Đức Thế Tôn, trong không chẳng có pháp vào hay chẳng vào? Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp tướng có không chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đều không cả. Này Tu Bồ Đề, nếu tất cả pháp tướng không, sao ông lại nói tất cả pháp chẳng vào trong không? Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát lúc hành Bát Nhã Ba La Mật an trụ trong tất cả pháp không mà có thể khởi thần thông Ba La Mật? An trụ trong thần thông Ba La Mật ấy, đi đến hằng hà sa quốc độ mười phương cúng dường hiện tại chư Phật,
nghe chư Phật thuyết pháp ở chỗ chư Phật gieo căn lành. Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát xem hằng hà sa quốc độ mười phương đều không. Chư Phật trong quốc độ ấy cũng tánh không, chỉ vì giả danh tự nên chư Phật hiện thân, giả danh tự ấy cũng không. Nếu quốc độ mười phương và chư Phật tánh chẳng không, thì thành ra không ấy có thiên lệch. Bởi không ấy chẳng thiên lệch nên tất cả pháp tướng không. Vì lẽ ấy nên tất cả pháp tướng không. Thế nên Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng sức phương tiện sanh thần thông Ba La Mật, an trụ trong thần thông Ba La Mật khởi thiên nhãn, thiên nhĩ, như ý túc, tri tha tâm, túc mạng trí, biết chúng sanh sanh tử. Nếu rời lìa thần thông Ba La Mật, Bồ Tát chẳng có thể làm lợi ích chúng sanh, cũng chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Thần thông Ba La Mật ấy của Đại Bồ Tát là đạo lợi ích vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì dùng thiên nhãn ấy tự thấy các pháp lành của mình và cũng dạy người khác được các pháp lành. Đối với pháp lành ấy cũng chẳng nắm lấy, vì là tự tánh không vậy. Rỗng không chẳng có chỗ nắm lấy. Nếu nắm lấy thì thọ mùi vị, trong rỗng không chẳng có mùi vị. Đại Bồ Tát ấy lúc hành Bát Nhã Ba La Mật hay sanh thiên nhãn như vậy, dùng thiên nhãn ấy xem tất cả pháp rỗng không. Thấy pháp rỗng không ấy chẳng lấy tướng, chẳng tác nghiệp, và cũng nói pháp ấy cho người, cũng chẳng thấy có tướng chúng sanh, chẳng thấy có tên chúng sanh. Đại Bồ Tát ấy vì dùng pháp vô sở đắc nên khởi thần thông Ba La Mật. Dùng thần thông Ba La Mật ấy, bao nhiêu chỗ nên làm của thần thông, Bồ Tát ấy đều có thể làm được. Bồ Tát dùng thiên nhãn quá hơn nhân nhãn, thấy quốc độ mười phương. Thấy rồi, Bồ Tát ấy bay đến mười phương làm lợi ích chúng sanh, hoặc dùng bố thí, hoặc dùng trì giới, hoặc dùng nhẫn nhục, hoặc dùng tinh tiến, hoặc dùng thiền định, hoặc dùng trí huệ làm lợi ích chúng sanh, hoặc dùng 37 pháp trợ đạo, các thiền giải thoát tam muội, hoặc dùng pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, pháp Bồ Tát, hoặc dùng pháp Phật lợi ích chúng sanh. Bồ Tát vì kẻ sang tham mà nói pháp như vậy, các người nên bố thí. Nghèo cùng là sự khổ não, người nghèo cùng còn chẳng tự lợi ích, làm sao có thể lợi ích người khác. Vì thế nên các người phải siêng bố thí. Bố thí thì tự mình được vui sướng, cũng làm cho kẻ khác vui sướng, chớ vì nghèo cùng mà ăn nuốt trộm cắp lẫn nhau, để rồi chẳng rời khỏi ba ác đạo. Bồ Tát vì kẻ phá giới mà nói pháp như vậy. Này các người, sự phá giới rất là khổ não. Người phá giới còn tự mình chẳng lợi ích, làm sao có thể lợi ích người khác? Sự phá giới phải nhận quả báo khổ, hoặc ở địa ngục, hoặc ở ngạ quỷ, hoặc ở súc sanh. Các người phá giới bị đọa trong ba ác đạo, còn chẳng tự cứu được, làm sao cứu được người khác? Vì thế nên các người chớ nên chiều theo tâm niệm phá giới, đến lúc chết sẽ hối hận. Với những người giận hờn cãi lộn nhau, Bồ Tát nói pháp như vậy: các người chớ nên giận nhau, sự giận làm rối loạn lòng người, chẳng thuận với pháp lành. Nay các người giận nhau loạn tâm, hoặc sẽ bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, hoặc súc sanh. Vì thế nên các người còn chẳng nên sanh một niệm giận thù, huống là nhiều. Với những người giải đãi, Bồ Tát thuyết pháp làm cho họ tinh tiến. Với những người tâm loạn, Bồ Tát thuyết pháp làm cho họ được thiền định. Với những người ngu si, Bồ Tát thuyết pháp cho họ được trí huệ. Với kẻ hành dâm dục, dạy họ quán bất tịnh. Với kẻ giận hờn, dạy họ quán từ bi. Với kẻ ngu si, dạy họ quán 12 nhân duyên. Chúng sanh hành phi đạo, dạy họ vào chánh đạo, đó là thanh văn đạo, bích chi Phật đạo, Phật đạo. Vì chúng sanh ấy, Bồ Tát thuyết pháp như vậy. Cứ như chỗ chấp trước của các người, chỗ pháp ấy tánh nó rỗng không,
trong pháp tánh rỗng không ấy chẳng nên chấp trước. Tướng chẳng chấp trước là rỗng không. Như vậy, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát an trụ trong thần thông Ba La Mật làm lợi ích cho chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, nếu xa rời thần thông, Bồ Tát chẳng thể tùy thuận ý của chúng sanh để khéo thuyết pháp. Này Tu Bồ Đề, vì thế nên lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải phát khởi thần thông. Này Tu Bồ Đề, ví như chim kia không cánh thì chẳng bay cao được. Cũng vậy, không thần thông thì Bồ Tát chẳng thể giáo hóa chúng sanh theo ý mình. Này Tu Bồ Đề, vì thế nên lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải phát khởi các thần thông. Phát khởi thần thông rồi, nếu muốn lợi ích chúng sanh thì tùy ý có thể làm lợi ích. Bồ Tát ấy dùng thiên nhãn thấy hằng hà sa quốc độ, cũng thấy chúng sanh trong các quốc độ ấy. Thấy rồi, dùng sức thần thông qua đến các nơi ấy, biết rõ tâm chúng sanh rồi, theo chỗ thích ứng mà thuyết pháp cho họ được lợi ích. Hoặc nói bố thí, hoặc nói trì giới, hoặc nói nhẫn nhục, hoặc nói tinh tiến, hoặc nói thiền định, hoặc nói trí huệ, nhẫn đến, hoặc nói pháp niết bàn. Dùng thiên nhĩ, Bồ Tát ấy nghe hai loại âm thanh, của người và của phi nhân. Dùng thiên nhĩ, Bồ Tát ấy nghe chư Phật mười phương thuyết pháp, nghe rồi đều có thể thọ trì. Bồ Tát ấy đúng như chỗ đã được nghe đem dạy lại chúng sanh. Bồ Tát ấy dùng tha tâm trí biết rõ tâm chúng sanh, rồi tùy theo chỗ thích ứng để thuyết pháp, hoặc nói bố thí, nhẫn đến, hoặc nói pháp niết bàn. Bồ Tát ấy dùng túc mạng trí nhớ biết những đời trước của mình, cũng nhớ biết những đời trước của người khác. Dùng túc mạng trí, Bồ Tát ấy nhớ biết danh tự của chư Phật và thánh chúng thuở quá khứ cùng các nơi chỗ. Có chúng sanh nào tin ưa túc mạng, Bồ Tát ấy vì họ mà hiện sự việc đời trước để thuyết pháp cho họ, hoặc nói bố thí, nhẫn đến, hoặc nói pháp niết bàn. Dùng sức như ý thần thông, Bồ Tát ấy qua đến vô lượng quốc độ của chư Phật, cúng dường chư Phật, theo chư Phật gieo căn lành rồi trở về bổn quốc. Dùng lậu tận thần thông trí chứng, Bồ Tát này tùy theo chỗ thích ứng mà thuyết pháp cho chúng sanh, hoặc nói bố thí, nhẫn đến, hoặc nói pháp niết bàn. Như vậy, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải phát khởi các thần thông như vậy. Do tu những thần thông ấy, nên Bồ Tát tùy ý thọ thân, sự khổ, cảnh vui chẳng làm nhiễu được. Lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát du hí thần thông như vậy thì có thể tịnh Phật quốc độ thành tựu chúng sanh. Lại này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát chẳng tịnh Phật quốc độ, chẳng thành tựu chúng sanh thì chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì chẳng đầy đủ nhân duyên nên chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là nhân duyên đầy đủ, do đó Đại Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề? Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp lành là nhân duyên vô thượng Bồ Đề của Đại Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là pháp lành, do những pháp lành ấy nên được vô thượng Bồ Đề? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ lúc ban sơ phát tâm nhẫn lại, bố thí Ba La Mật là nhân duyên pháp lành, trong ấy chẳng phân biệt người thí, kẻ nhận, vì là tánh rỗng không. Dùng bố thí Ba La Mật này, Bồ Tát có thể tự lợi ích và lợi ích chúng sanh, từ chốn sanh tử cứu họ ra khỏi cho họ được niết bàn. Các pháp lành ấy đều là nhân duyên vô thượng Bồ Đề của Đại Bồ Tát. Hành đạo ấy, chư Đại Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại được ra khỏi sanh tử. Đã ra khỏi, may ra khỏi, sẽ ra khỏi. Trì giới Ba La Mật, nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ, nhẫn đến tám phần thánh đạo, 18 không nhẫn đến 18 pháp bất cộng. Những công đức như vậy đều là đạo vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, đó gọi là pháp lành. Đại Bồ Tát đầy đủ những pháp lành ấy rồi sẽ được nhất thiết chủng trí. Được nhất thiết chủng trí rồi
Đại Bồ Tát sẽ chuyển pháp luân độ tất cả chúng sanh. Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, Phẩm Tứ Đế thứ 84. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp ấy là Bồ Tát pháp thì những gì là Phật pháp? Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, như ông hỏi, những pháp ấy là Bồ Tát pháp thì những gì là Phật pháp? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát pháp cũng là Phật pháp. Nếu biết nhất thiết chủng trí là được nhất thiết chủng trí, dứt tất cả tập chủng phiền não, Bồ Tát sẽ được pháp ấy. Đức Phật do nhất niệm tương ứng huệ biết tất cả pháp rồi được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, đó là sự khác biệt nơi Đức Phật và Bồ Tát. Ví như hướng đạo khác giới đắc quả, hai người ấy đều là thánh nhân mà có hướng giới đắc khác nhau. Này Tu Bồ Đề, người đi trong đạo vô ngại thì gọi là Đại Bồ Tát. Trong đạo giải thoát không có tất cả ám chướng thì gọi là Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp tự tướng rỗng không, trong pháp tướng rỗng không ấy sao lại có sự khác biệt là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, là nhân, là thiên, là bậc càn huệ, là bậc tánh địa, là bậc bát nhân địa, là Tu Đà Hoàng, là Tư Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán, là Bích Chi Phật, là Bồ Tát, là Chư Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, như người bất khả đắc, nghiệp nhân duyên cũng bất khả đắc, quả báo cũng bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, trong pháp tự tướng không không có chúng sanh, không có nghiệp nhân duyên, không có quả báo. Này Tu Bồ Đề, chúng sanh chẳng biết các pháp tự tướng không, chúng sanh ấy gây tạo nghiệp nhân duyên, hoặc tội, hoặc phước, hoặc bất động. Do tội nghiệp nhân duyên mà chúng sanh ấy đọa trong ba ác đạo, do phước nghiệp nhân duyên sanh loài người hay cõi trời dục giới, do bất động nghiệp nhân duyên sanh trong cõi sắc hay cõi vô sắc. Đại Bồ Tát ấy lúc hành Đàn Na Ba La Mật nhận đến 18 pháp bất cộng, thọ thành hết những pháp trợ đạo ấy, vào Kim Cang Tam Muội được vô thượng Bồ Đề rồi, làm lợi ích cho chúng sanh. Vì sự lợi ích ấy thường chẳng mất nên chẳng đọa trong sáu đường sanh tử. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật được vô thượng Bồ Đề rồi, có được sáu đường sanh tử chăng? Này Tu Bồ Đề, Đức Phật không có được sáu đường sanh tử. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật có được nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp vô ký chăng? Này Tu Bồ Đề, không có được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu không có được, sao Đức Phật lại nói là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, thiên, lại nói là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Chư Phật? Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh biết các pháp tự tướng không, thì Đại Bồ Tát chẳng cầu vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng cứu chúng sanh nơi ba ác đạo, nhẫn đến qua lại trong sáu đường sanh tử. Này Tu Bồ Đề, bởi chúng sanh thiệt chẳng biết các pháp tự tướng không, nên chẳng thoát được sáu đường sanh tử. Bồ Tát ấy ở chỗ Chư Phật, nghe các pháp tự tướng không, phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, các pháp chẳng phải như là của hàng phàm phu chấp trước. Các chúng sanh ấy ở trong pháp vô sở hữu, lại điên đảo vọng tưởng phân biệt có được pháp. Không có chúng sanh lại tưởng là có chúng sanh. Không có sắc thọ tưởng hành thức, lại tưởng là có sắc thọ tưởng hành thức. Nhận đến tất cả pháp hữu di đều vô sở hữu, lại dùng tâm điên đảo vọng tưởng gây tạo các nghiệp thân khẩu ý, rồi qua lại trong sáu đường sanh tử chẳng thoát được. Đại Bồ Tát ấy lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, tất cả pháp lành đều nhiếp vào trong Bát Nhã Ba La Mật, hành Bồ Tát đạo được vô thượng Bồ Đề. Được vô thượng Bồ Đề rồi, vì chúng sanh mà thuyết pháp Tứ Thánh Đế, Khổ Thánh Đế, Khổ Tập Thánh Đế, Khổ Diệt Thánh Đế, Khổ Diệt Đạo Thánh Đế, khai thị rành rẽ tất cả pháp lành trợ đạo đều nhiếp vào trong bốn Thánh Đế.
Vì dùng pháp lành trợ đạo ấy nên phân biệt có tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Vì chẳng tin và nghịch chống tam bảo ấy nên chẳng rời lìa được sáu đường sanh tử. Bạch Đức Thế Tôn, có phải là dùng khổ thánh đế được độ, dùng khổ trí được độ, dùng tập thánh đế được độ, dùng tập trí được độ, dùng diệt thánh đế được độ, dùng diệt trí được độ, dùng đạo thánh đế được độ, dùng đạo trí được độ chăng? Này Tu Bồ Đề, chẳng phải khổ thánh đế được độ, cũng chẳng phải khổ trí được độ, nhẫn đến chẳng phải đạo thánh đế được độ, cũng chẳng phải đạo trí được độ. Này Tu Bồ Đề, vì bốn thánh đế bình đẳng nên ta nói tức là Niết Bàn. Chẳng dùng khổ thánh đế nhẫn đến chẳng dùng đạo thánh đế, cũng chẳng dùng khổ trí nhẫn đến chẳng dùng đạo trí được Niết Bàn. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là tướng bình đẳng của bốn thánh đế? Này Tu Bồ Đề, nếu là không có khổ, không có khổ trí, không có tập, không có tập trí, không có diệt, không có diệt trí, không có đạo, không có đạo trí, thì gọi là tướng bình đẳng của tứ thánh đế. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, bốn thánh đế như chẳng khác với pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thiệt tế, có Phật hay không có Phật, pháp tướng vẫn thường trụ. Tại sao? Vì chẳng hư, chẳng mất vậy. Đại Bồ Tát ấy lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, vì thông đạt thiệt tế nên hành Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát vì thông đạt thiệt tế nên hành Bát Nhã Ba La Mật? Như vì thông đạt thiệt tế nên chẳng đọa Thanh Văn Địa, Bích Chi Phật Địa mà thẳng vào Bồ Tát vị. Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát như thiệt thấy các pháp, thấy rồi được pháp vô sở hữu, được pháp vô sở hữu rồi thấy tất cả pháp không đều nhiếp nơi tứ thánh đế, những pháp chẳng nhiếp nơi tứ thánh đế cũng đều không. Nếu xem thấy như vậy, lúc ấy bèn vào trong Bồ Tát vị. Đó là Bồ Tát an trụ trong tánh địa chẳng theo đảnh đọa. Tại sao? Vì dùng đảnh đọa ấy thì đọa vào Thanh Văn Địa, Bích Chi Phật Địa. Bồ Tát ấy an trụ trong thánh địa hay phát sanh bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn vô sắc định. Bồ Tát ấy an trụ trong sơ định địa, phân biệt tất cả các thông đạt bốn thánh đế, biết khổ, chẳng móng tâm duyên khổ, dẫn đến biết đạo, chẳng móng tâm duyên đạo, chỉ thuận theo tâm vô thượng Bồ Đề mà quán các pháp như thiệt tướng. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là quán các pháp tướng như thiệt? Này Tu Bồ Đề, là quán các pháp không. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là quán không? Này Tu Bồ Đề, là tự tướng không. Bồ Tát ấy dùng trí huệ như vậy quán tất cả pháp không, không có pháp tánh có thể thấy được, an trụ trong pháp tánh ấy được vô thượng Bồ Đề. Tại sao vậy? Vì tướng vô tánh là vô thượng Bồ Đề. Tướng vô tánh ấy chẳng phải chư Phật làm ra, chẳng phải Bích Chi Phật làm ra, chẳng phải A-la-hán làm ra, cũng chẳng phải bậc hướng đạo làm ra, cũng chẳng phải bậc đắc quả làm ra, cũng chẳng phải Bồ Tát làm ra. Chỉ vì chúng sanh chẳng biết, chẳng thấy các pháp như thiệt tướng, nên Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng sức phương tiện mà vì chúng sanh thuyết pháp. Phẩm Thất Dụ thứ 85. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp tánh vô sở hữu, chẳng phải Phật làm ra, nhẫn đến chẳng phải Bồ Tát làm ra, thì sao lại phân biệt có các pháp dị biệt? Những là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, những là do nơi nghiệp nhân duyên mà biết có kẻ sanh địa ngục, có kẻ sanh ngạ quỷ, có kẻ sanh súc sanh. Do nơi nghiệp nhân duyên như vậy mà biết có kẻ sanh trong loài người, sanh các cõi trời, dẫn đến trời phi tưởng, phi phi tưởng. Do nơi nghiệp nhân duyên ấy mà biết có người được Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na Hàm, A-la-hán, Bích Chi Phật. Do nghiệp nhân duyên ấy mà biết là chư Đại Bồ Tát. Do nghiệp nhân duyên ấy mà biết là Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, trong pháp vô tánh không có nghiệp dụng,
sao lại có gì tác nghiệp nhân duyên, hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc sanh trong người, trên trời, hoặc được Tu Đà Hoàng, dẫn đến Bích Chi Phật. Đại Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo sẽ được nhất thiết chủng trí. Vì được nhất thiết chủng trí nên có thể cứu chúng sanh ra khỏi sanh tử. Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy. Trong pháp vô tánh không có nghiệp, không có quả báo. Này Tu Bồ Đề, hàng phàm phu chẳng nhập thánh pháp, chẳng biết các pháp không có tánh tướng, vì điên đảo ngu si nên họ khởi các nghiệp nhân duyên. Các chúng sanh ấy theo nghiệp mà có thân, hoặc thân địa ngục, thân ngạ quỷ, thân súc sanh, thân người, thân trời. Pháp vô tánh ấy không có nghiệp, không có quả báo. Vô tánh thường là vô tánh. Như Tu Bồ Đề nói, nếu tất cả pháp vô tánh, sao lại có Tu Đà Hoàng dẫn đến chư Phật được nhất thiết chủng trí? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đạo có phải là vô tánh chăng? Quả Tu Đà Hoàng dẫn đến chư Phật nhất thiết chủng trí có phải là vô tánh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đạo vô tánh, quả Tu Đà Hoàng cũng vô tánh, dẫn đến chư Phật nhất thiết chủng trí cũng vô tánh. Này Tu Bồ Đề, pháp vô tánh có thể được pháp vô tánh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, pháp vô tánh không thể được pháp vô tánh. Này Tu Bồ Đề, pháp hữu tánh có thể được pháp hữu tánh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, pháp hữu tánh không thể được pháp hữu tánh. Này Tu Bồ Đề, pháp vô tánh và đạo, tất cả pháp ấy đều chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, không hình, không đối, là nhất tướng, đó là vô tướng. Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát dùng sức phương tiện thấy chúng sanh do gì điên đảo chấp trước năm ấm, trong vô thường thấy là thường, trong khổ thấy là lạc, trong bất tịnh thấy là tịnh, trong vô ngã thấy là ngã, chấp trước chỗ vô sở hữu. Bồ Tát ấy vì dùng sức phương tiện ở trong vô sở hữu cứu thoát chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, chỗ chấp trước của phàm phu có thiệt chăng? Có khác biệt chăng? Vì chấp trước nên khởi nghiệp, vì nghiệp nhân duyên nên ở trong năm đường sanh tử chẳng ra khỏi được. Này Tu Bồ Đề, chỗ chấp trước khởi nghiệp của phàm phu không có một chút sự thiệt như lông tóc, chỉ vì điên đảo thôi. Này Tu Bồ Đề, nay sẽ vì ông mà nói ví dụ. Người trí do ví dụ mà được hiểu. Này Tu Bồ Đề, như chỗ thấy trong kim bao, người hưởng thọ ngũ dục có chỗ nơi thiệt chăng? Bạch Đức Thế Tôn, kim bao còn là hư vọng bất khả đắc, huống là người ở trong kim bao hưởng thọ ngũ dục có chỗ nơi thiệt. Này Tu Bồ Đề, các pháp hoặc hữu lậu vô lậu, hoặc hữu di vô di, và có pháp gì chẳng như kim bao chăng? Bạch Đức Thế Tôn, các pháp hoặc hữu lậu vô lậu, hoặc hữu di vô di, chẳng có pháp gì chẳng như kim bao. Này Tu Bồ Đề, trong kim bao có năm đường sanh tử qua lại chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này Tu Bồ Đề, trong kim bao có tu đạo, do sự tu đạo này hoặc cấu nhiễm hoặc thanh tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Tại sao? Vì kim bao không có sự thiệt, chẳng thể nói là cấu là tịnh được. Này Tu Bồ Đề, tượng trong gương có sự thiệt chăng? Có hay khởi nghiệp do nghiệp nhân duyên ấy mà đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc sanh trong người, trên trời chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Tượng ấy không có sự thiệt, chỉ có gạt được trẻ nít thôi. Tượng ấy làm sao có được nghiệp nhân duyên, rồi do nghiệp nhân duyên sẽ đọa địa ngục, dẫn đến sanh trong người, trên trời. Này Tu Bồ Đề, tượng trong gương ấy có tu đạo, do sự tu ấy mà bị cấu hay tình chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Tại sao? Vì tượng ấy rỗng không, chẳng có sự thiệt, nên không thể nói là cấu, là tình. Này Tu Bồ Đề, như trong khe sâu có gian, gian ấy có nghiệp rồi, do nghiệp nhân duyên ấy, hoặc đọa địa ngục, dẫn đến sanh trong người, trên trời chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Gian ấy rỗng không, chẳng có âm thanh thiệt, thì làm sao có nghiệp, rồi do nghiệp nhân duyên mà đọa địa ngục, dẫn đến sanh trong người, trên trời. Này Tu Bồ Đề, gian ấy giả có, tu đạo do tu đạo ấy mà có nhiễm, có tình chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Tại sao? Vì gian ấy có sự thiệt, nên chẳng thể nói là cấu, là tình. Này Tu Bồ Đề, như nắng giận
chẳng phải nước như tướng nước, chẳng phải sông như tướng sông. Nắng giận ấy giả có nghiệp, do nghiệp nhân duyên mà đọa địa ngục, nhận đến do tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không, trong nắng giận chẳng bao giờ có nước, chỉ gạt được mắt kẻ vô trí thôi. Nắng giận ấy không có sự thiệt, làm sao có được nghiệp, nhận đến chẳng thể nói là cấu là tịnh được. Này Tu Bồ Đề, như thành Càn Thác Bà, lúc mặt trời mọc thấy thành Càn Thác Bà. Kẻ vô trí không có thành mà tưởng có thành, thành Càn Thác Bà ấy giả có nghiệp, do nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục, nhận đến cho sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không, thành Càn Thác Bà ấy rốt ráo không có, chỉ gạt được mắt kẻ vô trí thôi, thì làm sao có được nghiệp, nhận đến có thể nói được là cấu là tịnh. Này Tu Bồ Đề, nhà ảo thuật thuật ra các thứ vật, những là voi, ngựa, bò, dê, nam nữ. Quyển ảo ấy giả có nghiệp, do nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục, nhận đến do sự tu đạo mà có cấu có tình chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Vật quyển ảo ấy rỗng không, chẳng có sự thiệt, thì làm sao có được nghiệp, nhận đến có thể nói là cấu là tình. Này Tu Bồ Đề, như quá nhân do Đức Phật biến hóa ra, quá nhân ấy giả có nghiệp, cho nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục, nhận đến có cấu có tình chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không, quá nhân ấy không có sự thiệt, thì làm sao có được nghiệp, rồi do nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hoặc sanh trong người, trên trời, làm sao có được sự tu đạo, rồi do sự tu đạo ấy mà có cấu có tình. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ở trong tướng rỗng không ấy có kẻ cấu, có kẻ tình chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không, trong ấy vô sở hữu, không có kẻ bị cấu, không có kẻ được tình. Này Tu Bồ Đề, như không có kẻ bị cấu, không có kẻ được tình, thì cũng không có cấu tình. Tại sao? Vì chúng sanh ở trong ngã và ngã sở có cấu có tình. Người thấy thiệt thì chẳng cấu chẳng tình, nhưng người thấy thiệt chẳng cấu chẳng tình nên cũng không có cấu tình. Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, phẩm bình đẳng thứ 86. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, người thấy thiệt chẳng cấu chẳng tịnh, người thấy chẳng thiệt cũng chẳng cấu chẳng tịnh, vì tất cả pháp tánh vô sở hữu. Bạch Đức Thế Tôn, trong vô sở hữu không có cấu không có tịnh, trong sở hữu cũng không có cấu không có tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, trong vô sở hữu, trong hữu sở hữu cũng không có cấu không có tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao người như thiệt ngữ chẳng cấu chẳng tịnh, người chẳng thiệt ngữ cũng chẳng cấu chẳng tịnh? Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tướng các pháp bình đẳng ấy ta nói là tịnh. Này Tu Bồ Đề, những gì là các pháp bình đẳng? Đó là dư, bất dị, bất cuốn, pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thiệt tế, có Phật hay không Phật, pháp tánh thường trụ, đó gọi là tịnh. Đây là vì thế đế mà nói, chứ chẳng phải đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa vượt qua tất cả ngữ ngôn, luận nghị, âm thanh. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp rỗng không, chẳng thể nói được như mộng, như hưởng, như diệm, như ảnh, như quyển, như quá, tại sao Đại Bồ Tát lại dùng những pháp như mộng, như hưởng, như diệm, như ảnh, như quyển, như quá? Làm sao phát được tâm vô thượng Bồ Đề mà nguyện rằng: Tôi sẽ đầy đủ sáu ba la mật, tôi sẽ đầy đủ thần thông ba la mật, tôi sẽ đầy đủ trí ba la mật, tôi sẽ đầy đủ bốn thiền, bốn tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ, nhẫn đến tám phần thánh đạo, tôi sẽ đầy đủ ba giải thoát môn, tám bội xã, chín định thứ đệ, tôi sẽ đầy đủ 10 trí lực, nhẫn đến đầy đủ 18 pháp bất cộng, tôi sẽ đầy đủ 32 tướng, 80 tùy hình hảo, tôi sẽ đầy đủ các môn Đà La Ni, các môn Tam Muội, tôi sẽ phóng quang minh chiếu khắp 10 phương,
biết tâm niệm chúng sanh trước pháp thích ứng. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Các pháp của ông nói như có mộng, như hưởng, như diệm, như ảnh, như quyển, như quá chăng? Bạch Đức Thế Tôn, vâng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp như mộng đến như quá thì làm sao Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật? Như mộng đến như quá là hư vọng chẳng thiệt, chẳng nên dùng pháp hư vọng chẳng thiệt để có thể được đầy đủ đàn Ba La Mật, nhẫn đến 18 pháp bất cộng. Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy, pháp hư vọng chẳng thiệt chẳng có thể được đầy đủ đàn Ba La Mật, nhẫn đến 18 pháp bất cộng. Hành pháp hư vọng chẳng thiệt ấy chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp ấy đều là pháp tạo tác ức tưởng tư duy. Dùng pháp tạo tác ức tưởng tư duy ấy chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp ấy có thể trợ giúp đạo pháp mà chẳng có thể thêm ích cho quả. Các pháp ấy không có sanh, không có xuất, không có tướng. Từ lúc ban sơ phát tâm đến nay, Đại Bồ Tát thực hành nghiệp lành như là bố thí Ba La Mật, nhẫn đến nhất thiết chủng trí. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát ấy biết các pháp như mộng, nhẫn đến như quá. Các pháp như vậy chẳng có được bố thí Ba La Mật, nhẫn đến nhất thiết chủng trí, chẳng thành tựu chúng sanh được, chẳng tịnh Phật quốc độ được, chẳng được vô thượng Bồ Đề. Đại Bồ Tát ấy thực hành nghiệp lành, bố thí Ba La Mật, nhẫn đến nhất thiết chủng trí, biết như mộng, nhẫn đến biết như quá, cũng biết tất cả chúng sanh như đi trong mộng, nhẫn đến như đi trong quá. Đại Bồ Tát ấy chẳng nắm lấy Bát Nhã Ba La Mật là pháp có, do gì chẳng nắm lấy như vậy nên được nhất thiết chủng trí, biết các pháp như mộng, không chỗ nắm lấy được, nhẫn đến biết các pháp như quá, không chỗ nắm lấy được. Tại sao vậy? Vì Bát Nhã Ba La Mật không thể nắm lấy tướng được, Thiền Ba La Mật nhẫn đến 18 pháp bất cộng chẳng thể nắm lấy tướng được. Đại Bồ Tát ấy biết tất cả pháp là chẳng thể nắm lấy tướng được, rồi phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Tại sao vậy? Tất cả pháp chẳng thể nắm lấy tướng được, không có căn bổn định thiệt, nó như mộng, nhẫn đến như quá. Dùng pháp chẳng thể nắm lấy tướng, không thể được pháp, chẳng thể nắm lấy tướng. Chỉ vì chúng sanh chẳng biết, chẳng thấy các pháp tướng như vậy, nên Đại Bồ Tát ấy vì chúng sanh mà cầu vô thượng Bồ Đề. Từ lúc mới phát tâm đến nay, Đại Bồ Tát ấy có bố thí là vì tất cả chúng sanh, nhẫn đến chỗ có tu trí huệ đều vì tất cả chúng sanh, chẳng phải vì chính thân mình. Cầu chư thượng Bồ Đề, Đại Bồ Tát chẳng vì sự khác mà chỉ vì tất cả chúng sanh. Lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát thấy chúng sanh không có chúng sanh mà trụ trong tướng chúng sanh, nhẫn đến không có tri giả, không có kiến giả mà trụ trong tướng tri, tướng kiến. Đại Bồ Tát ấy làm cho chúng sanh trời xa điên đảo, rời xa, rồi an trí chúng sanh trụ trong pháp tánh cam lồ, không có tướng hư vọng, đó là không có tướng chúng sanh, nhẫn đến không có tướng tri giả, tướng kiến giả. Lúc bấy giờ Bồ Tát ấy đều rời bỏ tâm động, tâm có niệm, tâm hí luận, mà thường hành tâm chẳng động, tâm chẳng niệm, tâm chẳng hí luận. Này Tu Bồ Đề, do sức phương tiện như vậy, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát tự mình không chỗ nắm lấy, cũng dạy tất cả chúng sanh cho họ được không chỗ nắm lấy. Đó là thế đế, chớ chẳng phải đệ nhất nghĩa đế. Bạch Đức Thế Tôn, lúc được vô thượng Bồ Đề, Đức Thế Tôn được các Phật Pháp, đó là do thế đế mà được hay là do đệ nhất nghĩa đế mà được? Này Tu Bồ Đề, do vì thế đế mà nói Đức Phật được Pháp ấy. Trong Pháp ấy không có Pháp gì có thể gọi được là người ấy được Pháp ấy. Tại sao? Vì người ấy được pháp ấy là hữu sở đắc, nếu dùng pháp nghị thì không có đạo, không có quả. Bạch Đức Thế Tôn, nếu hành pháp nghị thì không có đạo, không có quả, còn hành pháp bất nghị thì có đạo, có quả chăng? Này Tu Bồ Đề, hành pháp nghị không đạo, không quả, hành pháp bất nghị cũng không đạo, không quả. Nếu không có pháp nghị, không có pháp bất nghị, tức là đạo, tức là quả. Tại sao vậy? Dùng pháp như vậy đắc đạo, đắc quả, dùng pháp như vậy chẳng đắc đạo, chẳng đắc quả, đó là hí luận. Trong các pháp bình đẳng không có hí luận, tướng không có hí luận là các pháp bình đẳng. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp không có tánh, trong đó những gì là bình đẳng?
Này Tu Bồ Đề, nếu không pháp có, không pháp không, cũng chẳng nói các pháp tướng bình đẳng, trừ bình đẳng, không còn pháp nào khác rời lìa tất cả pháp tướng bình đẳng. Tướng bình đẳng ấy, hoặc phàm phu, hoặc thánh nhân, đều không thể đi được, không thể đến được. Bạch Đức Thế Tôn, cho đến Đức Phật cũng chẳng thể đi, chẳng thể đến ư? Này Tu Bồ Đề, các pháp bình đẳng ấy, tất cả thánh nhân đều chẳng thể đi, chẳng thể đến, dầu là Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật có sức tự tại, đi trong tất cả pháp, sao lại nói Đức Phật cũng chẳng thể đi, cũng chẳng thể đến? Này Tu Bồ Đề, nếu các pháp bình đẳng cùng với Phật có khác nhau thì nên hỏi như vậy. Nay hàng phàm phu bình đẳng, các thánh nhân Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Đại Bồ Tát, chư Phật và thánh pháp đều bình đẳng, là bình đẳng duy nhất, không có hai. Nghĩa là hàng phàm phu ấy, Tu Đà Hoàng dẫn đến chư Phật ấy ở trong tất cả pháp bình đẳng ấy đều là bất khả đắc. Bạch Đức Thế Tôn, nếu trong các pháp bình đẳng đều chẳng có được phàm phu nhẫn đến Phật, thì hàng phàm phu Tu Đà Hoàng nhẫn đến Phật không có sai khác nhau ư? Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy. Trong các pháp bình đẳng không có sai khác nhau, là phàm phu, là Tu Đà Hoàng nhẫn đến là Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu không có phàm phu Tu Đà Hoàng nhẫn đến Phật sai khác nhau, thì làm sao phân biệt có tam bảo xuất hiện thế gian? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo cùng các pháp bình đẳng có khác nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn, như chỗ tôi được nghe ý nghĩa từ Đức Phật dạy, thì tam bảo cùng các pháp bình đẳng không khác nhau. Bạch Đức Thế Tôn, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ấy tức là bình đẳng, pháp ấy đều chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, không hình, không đối, là nhất tướng, nghĩa là vô tướng. Đức Phật có trí lực ấy có thể phân biệt được nơi chỗ các pháp vô tướng, là phàm phu, là Tu Đà Hoàng, là Tư Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán, là Bích Chi Phật, là Đại Bồ Tát, là chư Phật. Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy. Ý ông nghĩ sao? Nếu chư Phật được vô thượng Bồ Đề mà chẳng phân biệt các pháp thì sẽ biết là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, là nhân, là thiên, là trời, tứ thiên vương, nhẫn đến là trời, phi tưởng, phi phi tưởng, là bốn niệm xứ, nhẫn đến là tám phần thánh đạo, là nội không, nhẫn đến là vô pháp hữu pháp không, là vật thập lực, nhẫn đến mười tám pháp bất cộng chăng? Bạch Đức Thế Tôn, sẽ chẳng biết vậy. Này Tu Bồ Đề, vì thế nên biết rằng Đức Phật có đại ân lực, ở trong các pháp bình đẳng chẳng động mà phân biệt các pháp. Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật ở trong các pháp bình đẳng chẳng động, người phàm phu ở trong các pháp bình đẳng cũng chẳng động. Tu Đà Hoàng nhẫn đến Bích Chi Phật ở trong các pháp bình đẳng cũng chẳng động. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tướng các pháp bình đẳng, tức là tướng người phàm phu, tức là tướng Tu Đà Hoàng nhẫn đến chư Phật, tức là tướng bình đẳng. Bạch Đức Thế Tôn, nay các pháp đều riêng tướng, nghĩa là tướng sắc khác, tướng thọ, tưởng, hành, thức khác, tướng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý khác, tướng địa khác, tướng thủy, hỏa, phong, không, thức khác, tướng tham khác, tướng sân, si khác, tướng tà kiến khác, tướng thiền khác, tướng vô lượng tâm khác, tướng vô sắc định khác, tướng tứ niệm xứ khác, nhẫn đến tướng bát thánh đạo phần khác, tướng bố thí ba la mật khác, nhẫn đến tướng bát nhã ba la mật khác, tướng ba giải thoát môn khác, tướng mười tám không khác, tướng Phật thập lực khác, tướng bốn vô quý khác, tướng bốn trí vô ngại khác, tướng mười tám pháp bất cộng khác, tướng pháp hữu di khác, tánh pháp vô di khác, tướng người phàm phu khác, nhẫn đến tướng Phật khác. Các pháp đều riêng tướng khác như vậy. Làm thế nào lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát ở trong các pháp tướng sai khác mà chẳng sanh phân biệt? Nếu chẳng sanh, chẳng phân biệt thì chẳng thể hành Bát Nhã Ba La Mật. Nếu chẳng thể hành Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng thể từ một địa đến một địa. Nếu chẳng thể từ một địa đến một địa thì chẳng thể vào Bồ Tát vị.
vì chẳng thể vào Bồ Tát vị nên chẳng thể vượt qua thanh văn địa, bích chi Phật địa. Vì chẳng vượt qua thanh văn, bích chi Phật địa nên chẳng đầy đủ được thần thông ba la mật. Vì chẳng đầy đủ được thần thông ba la mật nên chẳng đầy đủ được bố thí ba la mật. Nhẫn đến chẳng đầy đủ được bát nhã ba la mật. Từ một Phật quốc đến một Phật quốc cúng dường chư Phật, ở chỗ chư Phật gieo các căn lành, dùng căn lành ấy có thể thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ. Này Tu Bồ Đề, như lời ông hỏi, các pháp tướng ấy cũng là tướng người phàm phu, cũng là Tu Đà Hoàng dẫn đến Phật. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp ấy đều riêng tướng, nghĩa là tướng sắc khác, dẫn đến tướng pháp hữu di, tướng pháp vô di khác. Làm sao Đại Bồ Tát quán nhất tướng, chẳng khởi phân biệt? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tướng sắc ấy có rỗng không chăng? Dẫn đến tướng chư Phật có rỗng không chăng? Bạch Đức Thế Tôn, thiệt rỗng không. Này Tu Bồ Đề, trong rỗng không có pháp tướng riêng khác, có thể có được chăng? Nghĩa là tướng sắc dẫn đến tướng Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chẳng thể có được. Này Tu Bồ Đề, vì lẽ ấy nên phải biết rằng, trong các pháp bình đẳng chẳng phải người phàm phu, cũng chẳng rời lìa người phàm phu, dẫn đến chẳng phải Phật, cũng chẳng rời lìa Phật. Bạch Đức Thế Tôn, bình đẳng ấy là pháp hữu di hay pháp vô di? Này Tu Bồ Đề, chẳng phải pháp hữu di, chẳng phải pháp vô di. Tại sao vậy? Rời lìa pháp hữu di thì chẳng có được pháp vô di, rời lìa pháp vô di thì chẳng có được pháp hữu di. Này Tu Bồ Đề, tánh hữu di, tánh vô di ấy, cả hai pháp ấy chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, không hình, không đối, là nhất tướng, nghĩa là vô tướng. Đức Phật cũng dùng thế đế để nói, chứ chẳng phải lấy đệ nhất nghĩa. Tại sao? Trong đệ nhất nghĩa không có thân hành, không có khẩu hành, không có ý hành, cũng chẳng rời lìa thân, khẩu, ý hành mà được đệ nhất nghĩa. Tướng bình đẳng của các pháp hữu di, vô di ấy, tức là đệ nhất nghĩa. Lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát ở trong đệ nhất nghĩa chẳng động mà làm việc Bồ Tát, làm lợi ích cho chúng sanh. Maha Bát Nhã Ba La Mật quyển 3, phẩm Như Hóa, thứ 87. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp bình đẳng không có tạo tác thi di, thì làm sao Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật ở trong pháp bình đẳng chẳng động mà làm việc Bồ Tát để bố thí, ái ngữ, lợi ích, đồng sự? Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy, đúng như lời ông nói. Các pháp bình đẳng ấy không có tạo tác. Nếu chúng sanh tự biết các pháp bình đẳng, thì Đức Phật chẳng dùng thần lực ở trong các pháp bình đẳng, chẳng động mà cứu vớt họ ra khỏi tướng ngộ, tướng ngã, dẫn đến tướng tri ngã, tướng kiến giả, do rỗng không mà ra khỏi năm đường sanh tử, ra khỏi tướng sắc dẫn đến tướng thức, ra khỏi tướng nhãn dẫn đến tướng ý, ra khỏi tướng địa chủng dẫn đến tướng thức chủng. Làm cho họ xa lìa tánh tướng hữu di để được tánh tướng vô di. Vô di tánh tướng tức là rỗng không vậy. Bạch Đức Thế Tôn, dùng những không gì mà tất cả pháp không? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát xa rời tất cả pháp tướng, vì dùng không ấy nên tất cả pháp không. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có quá nhân làm quá nhân ấy giả có sự thiệt mà chẳng rỗng không chăng? Bạch Đức Thế Tôn, quá nhân ấy không có sự thiệt nào mà chẳng rỗng không. Này Tu Bồ Đề, không ấy và quá nhân, hai sự ấy chẳng hiệp chẳng tan, vì do không, không nên không, chẳng nên phân biệt là không là quá. Tại sao? Vì hai sự ấy ở trong không đều chẳng có được là không là quá. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, sắc tức là quá,
thọ tưởng hành thức là quá, nhẫn đến nhất thiết dũng trí tức là quá. Bạch Đức Thế Tôn, thế gian pháp là quá, còn pháp xuất thế gian có là quá chăng? Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp đều là quá. Ở trong pháp ấy có pháp Thanh Văn biến quá, có pháp Bích Chi Phật biến quá, có pháp Đại Bồ Tát biến quá, có pháp chư Phật biến quá, có pháp phiền não biến quá, có pháp nghiệp nhân duyên biến quá. Vì lẽ ấy, này Tu Bồ Đề, nên tất cả pháp đều là biến quá. Bạch Thế Tôn, các phiền não đoạn dứt ấy nghĩa là quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật, Phật đạo dứt đoạn tập chủng các phiền não có phải đều là biến quá chăng? Này Tu Bồ Đề, nếu có pháp tướng sanh diệt thì đều là biến quá. Bạch Đức Thế Tôn, những pháp gì không phải biến quá? Này Tu Bồ Đề, nếu là pháp không sanh không diệt thì không phải biến quá. Bạch Đức Thế Tôn, pháp gì không sanh không diệt không phải biến quá? Này Tu Bồ Đề, niết bàn không tướng hư dối là chẳng phải biến quá. Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật tự nói, các pháp bình đẳng chẳng phải Thanh Văn làm ra, chẳng phải Bích Chi Phật làm ra, chẳng phải Đại Bồ Tát làm ra, chẳng phải chư Phật làm ra. Có Phật hay không có Phật tánh, các pháp thường không, tánh không tức là niết bàn. Sao Đức Phật lại nói một pháp niết bàn chẳng phải biến quá? Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy. Các pháp bình đẳng chẳng phải Thanh Văn làm ra, nhận đến tánh không tức là niết bàn. Nếu hàng Bồ Tát mới phát tâm nghe tất cả pháp đều rốt ráo tánh không, nhận đến niết bàn cũng đều như quá ấy thì lòng rất kinh sợ. Đó là vì mới phát tâm nên Bồ Tát ấy còn phân biệt pháp sanh diệt thì như quá, pháp chẳng sanh diệt thì chẳng như quá. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao dạy Bồ Tát mới phát tâm biết được tánh không? Này Tu Bồ Đề, các pháp có phải là trước có mà nay không chăng? Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, quyển thứ 30, Hán dịch, Pháp sư Cư Ma La Thập, Diệt dịch, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, Phẩm Tát Đà Ba Luân thứ 88. Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật phải như Đại Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Đại Bồ Tát ấy hiện nay ở chỗ Đại Lôi Âm Phật mà hành Bồ Tát Đạo. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cầu Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát Tát Đà Ba Luân trước kia lúc cầu Bát Nhã Ba La Mật chẳng tiếc thân mạng, chẳng màng danh lợi. Ngài ở trong rừng vắng vẻ, nghe trên hư không có tiếng bảo rằng, này thiện nam tử, người từ đây đi qua phương đông, chớ nhớ đến mỏi mệt, chớ nhớ đến ngủ nghỉ, chớ nhớ đến uống ăn, chớ nhớ đến ngày đêm, chớ nhớ đến lạnh nóng, chớ nhớ đến trong ngoài. Khi đi, người chớ nhìn hai bên. Khi đi, người chớ phá hoại tướng thân, chớ phá hoại tướng sắc, tướng thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao vậy? Nếu phá hoại các tướng ấy, thì ở trong Phật Pháp có trở ngại. Nếu ở trong Phật Pháp có trở ngại, thì qua lại ở năm đường sanh tử cũng chẳng được Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đáp, tôi sẽ y theo lời dạy. Tại sao vậy? Vì tôi muốn vì tất cả chúng sanh mà làm ánh sáng lớn. Tôi muốn tập hợp pháp của tất cả chư Phật. Tôi muốn được vô thượng Bồ Đề. Trên hư không lại có tiếng nói, lành thay, lành thay, người nên có lòng tin pháp không vô tướng vô tác, đem tâm ly tướng mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Ly tướng ngã nhẫn đến, ly tướng tri giả kiến giả. Người phải xa rời ác tri thức, phải gần gũi cúng dường thiện tri thức. Ai là thiện tri thức? Là người có thể nói pháp không vô tướng vô tác, vô sanh vô diệt,
và nhất thiết chủng trí, làm cho người nghe tâm họ thâm nhập vui mừng tin ưa, đó là thiện tri thức. Nếu người đi như vậy không lâu sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật, hoặc được nghe từ trong quyển kinh, hoặc được nghe từ nơi Bồ Tát nói. Chỗ mà người theo đó được nghe Bát Nhã Ba La Mật, người phải xem nơi ấy như Đức Phật. Người phải tri ân, phải nghĩ rằng đây tức là thiện tri thức của tôi. Do nghe Pháp Nhã Ba La Mật ấy, tôi sẽ chống được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề, được ở gần chư Phật, thường sanh trong nước có Phật, xa rời các chướng nạn, được đầy đủ chỗ không chướng nạn. Người phải suy lường công đức ấy, phải ở chỗ được nghe Pháp xem như Đức Phật. Người chớ móng tâm vì thế lợi mà theo bên Pháp Sư, mà chỉ vì ưa thích chánh Pháp, chỉ vì kính trọng chánh Pháp nên theo bên Bồ Tát Pháp Sư. Lúc bấy giờ, người phải cảnh giác biết những ma sự. Nếu ác ma giả vì Pháp mà đem ngũ dục đến dâng cho Bồ Tát Pháp Sư, nếu Bồ Tát Pháp Sư nhập thiết phát minh vì công đức lực nên nhận lấy, nhưng không hề nhiễm ngũ dục ấy, Bồ Tát Pháp Sư lại vì ba việc nên nhận lấy ngũ dục ấy. Một là vì sức phương tiện, hai là vì muốn cho chúng sanh gieo căn lành, ba là vì muốn cùng chúng sanh đồng sự ấy. Đối với sự ấy, người chớ sanh tâm chẳng kính tin, mà phải sanh lòng kính tin, nghĩ rằng tôi chưa được phương tiện trí. Đại sư vì độ chúng sanh nên dùng pháp phương tiện cho họ được phước đức, nên đại sư mới nhận lấy ngũ dục ấy, nơi Bồ Tát trí huệ vẫn không trước, không ngại, chẳng bị ngũ dục nhiễm ô. Người liền phải quán thiệt tướng các pháp, nghĩa là tất cả pháp chẳng cấu, chẳng tịnh. Tại sao vậy? Tất cả pháp tự tánh rỗng không, không có chúng sanh, không có ngã, không có nhân. Tất cả pháp như ảo, như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như hóa. Người quán các pháp thiệt tướng ấy, rồi phải theo Pháp Sư, không lâu người sẽ thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, người phải cảnh giác biết ma sự. Nếu Bồ Tát Pháp Sư thấy người muốn học Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng để ý đến, thì người chớ có sanh lòng oán hận. Người chỉ phải nên vì Pháp mà sanh lòng cung kính, chớ có ý chán lười, phải thường theo bên Pháp Sư. Sau khi được nghe lời chỉ bảo từ trên hư không, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát đi qua phương Đông không bao lâu, chợt nghĩ rằng sao tôi không hỏi tiếng trên hư không phải đi đến xứ nào, xa hay gần, sẽ phải theo ai để được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát liền đứng dậy, u sầu khóc than mà nghĩ rằng: tôi ở lại đây chẳng nhớ đến mỏi nhọc, nhẫn đến chẳng nhớ đến đói khát, lạnh nóng, nếu chẳng được như duyên nghe học Bát Nhã Ba La Mật, tôi quyết chẳng rời khỏi nơi đây. Này Tu Bồ Đề, như người chỉ có một đứa con trai, đứa con ấy bỗng chết, người ấy u sầu đau khổ, trong lòng chỉ có sầu khổ chứ chẳng nghĩ gì khác. Cũng vậy, lúc ấy Tát Đà Ba Luân Bồ Tát không nghĩ gì khác ngoài sự mong muốn được biết bao giờ tôi được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao tôi không hỏi tiếng trên hư không, tôi phải đến xứ nào, xa hay gần, sẽ theo ai để học Bát Nhã Ba La Mật? Lúc Tát Đà Ba Luân Bồ Tát buồn nghĩ như vậy, trên hư không có Đức Phật bảo rằng: lành thay, lành thay, này thiện nam tử, chư Phật quá khứ lúc hành Bồ Tát đạo cầu Bát Nhã Ba La Mật cũng như người ngày nay vậy. Người giữ gìn tâm siêng năng tinh tiến, ưa thích chánh pháp ấy mà đi qua phương Đông, cách đây 500 do tuần có tòa thành tên Chúng Hương. Thành ấy có 7 lớp, 7 báo trang nghiêm, nhà cửa bao lơn đều trang sức bằng 7 báo, hào bằng 7 báo, hàng cây 7 báo vòng quanh 7 vòng. Tòa thành ấy ngang rộng 12 do tuần, giàu vui an tịnh, nhân dân đông đảo, có 500 thị xã, đường xá tương đương đẹp tốt như tranh vẽ, cầu cống rộng rãi sạch sẽ như đất bằng. Trên 7 lớp thành đều có lâu đài, cây báo 7 hàng, nhánh lá bằng hoàng kim, bạch ngân, ngọc sa cừ, mã não, san hô, lưu ly, pha lê và chân châu màu hồng, dây báo kích văn, linh lưới bằng vàng trùm lên thành, gió thổi linh khua vang tiếng hòa nhã, làm vui lòng người nghe, như ngũ nhạc khéo hòa tấu rất là vui vẻ. Tiếng lưới vàng và linh báo cũng như vậy. Bốn phía thành có ao nước chảy trong sạch, lạnh ấm vừa thích. Trong ao có những chiếc thuyền bằng 7 báo, đó là do nghiệp đời trước của chúng sanh nơi ấy gây nên.
ngồi thuyền báo ấy qua lại vui chơi. Trong nước ao có các loại hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng và nhiều thứ hoa khác che khắp mặt ao. Bao nhiêu thứ hoa trong cõi đại thiên đều có trong ấy. Bốn phía thành lại có 500 khu vườn nhà bảy báo trang nghiêm rất đáng ưa thích. Trong mỗi khu vườn ấy đều có 500 ao nước, mỗi ao rộng 10 dặm cũng bằng bảy báo nhiều màu trang nghiêm. Trong ao nước ấy cũng có hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng chen đầy mặt nước. Hoa sen ấy lớn như bánh xe, màu xanh, màu vàng, ánh sáng vàng, màu đỏ, ánh sáng đỏ, màu trắng, ánh sáng trắng. Mặt nước ao lại có nhiều loại chim, chim le, chim nhạn, chim uyên ương kêu tiếng hòa giao. Các khu vườn nhà ấy không thuộc riêng ai, đó là do nghiệp đời trước của chúng sanh xứ ấy gây nên. Họ luôn mãi tin ưa chánh pháp sâu xa và thực hành Bát Nhã Ba La Mật nên hưởng thọ quả báo ấy. Này thiện nam tử, trong thành chúng hương có tòa đài cao, cung điện của Đại Bồ Tát Đàm Vô Kiệt ở trên đài ấy. Cung ấy rộng một do tuần, bằng bảy báo nhiều màu trang nghiêm rất đáng ưa thích. Tường rào bảy lớp cũng bằng bảy báo, bao lơn bảy báo, lầu gác bảy báo, hào báo bảy lớp cũng bằng bảy báo chồng chất xây thành. Bảy lớp hàng cây, nhánh lá bảy báo, bảy lớp giường bao quanh. Trong cung điện ấy có bốn khu vườn vui chơi. Một khu vườn tên Thường Hỷ, khu thứ hai tên Ly U, khu thứ ba tên Hoa Sức, khu thứ tư tên Hương Sức. Trong mỗi khu vườn có 8 ao, ao thứ nhất tên Hiền, ao thứ hai tên Hiền Thượng, ao thứ ba tên Quan Hỷ, ao thứ tư tên Hỷ Thượng, ao thứ năm tên An Ổn, ao thứ sáu tên Đa An Ổn, ao thứ bảy tên Diễn Ly, ao thứ tám tên Bất Thối Chuyển. Bốn bên ao, mỗi mặt riêng một thứ báo, hoàng kim, bạch ngân, lưu ly và pha lê. Ngọc mai côi làm đáy ao, trên trải cát hoàng kim, cạnh mỗi ao đều có thềm bực bằng các thứ báo. Khoảng giữa thềm bực có hàng cây ba tiêu bằng vàng kim phù đàn. Trong tất cả ao đều có hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng che trùm mặt nước. Bốn bên các ao đều có cây hoa đẹp, gió thổi các hoa rơi vào trong nước ao. Nước ao có đủ 8 công đức, thơm như chiên đàn, đầy đủ màu sắc và mùi vị, vừa nhẹ vừa nhu nhuyễn. Đàm Vô Kiệt Bồ Tát cùng 68.000 thị nữ, ngũ dục đầy đủ, chung vui cùng hưởng. Nhân dân trong thành cùng vào cấp vườn Thường Hỷ và ao Hiền, nhân dân ngũ dục đầy đủ cũng chung vui cùng hưởng. Này thiện nam tử, sau khi cùng các thị nữ vào chơi vui thú xong, ngày ba thời Đàm Vô Kiệt Bồ Tát giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Nam nữ lớn nhỏ trong thành chúng hương chọn đi đông người tụ họp, thiết lập pháp tọa lớn. Bốn chân pháp tọa ấy hoặc bằng hoàng kim, hoặc bằng bạch ngân, hoặc bằng lưu ly, hoặc bằng pha lê, trên trải nệm êm dày nhiều màu, thồng những tua tuổi, dùng bạch điệp đẹp trùm lên trên, rải những hoa đẹp hương thơm. Pháp tọa ấy cao 5 dặm, văn trướng bạch châu. Bốn phía khoảng đất ấy rải qua 5 màu, đốt những hương thơm, nước thơm tưới trên đất. Đó là để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật vậy. Đàm Vô Kiệt Bồ Tát ngồi trên pháp tọa ấy giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Nhân chúng nơi thành ấy cúng dường cung kính Đàm Vô Kiệt Bồ Tát để nghe Bát Nhã Ba La Mật. Đại hội ấy có 100.000 vạn chúng, chư thiên cùng người thế gian hòa hiệp một chỗ. Trong đó có người lắng nghe, có người thọ, có người trì, có người tụng, có người biên, có người chánh quán, có người thực hành đúng theo lời dạy. Bây giờ do nhân duyên ấy nên chúng sanh đều chẳng đọa ác đạo, chẳng thối chuyển vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, người qua đến chỗ Đàm Vô Kiệt Bồ Tát sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Đàm Vô Kiệt Bồ Tát là thiện tri thức trong nhiều đời trước của người, hay dạy cho người vô thượng bồ đề, chỉ dạy cho người được lợi ích vui mừng. Thuở trước lúc Đàm Vô Kiệt Bồ Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật cũng như người ngày nay, người đi chớ kể ngày đêm, chớ e ngại, không lâu người sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Khi nghe lời chỉ bảo trên hư không, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát lòng rất vui mừng, nghĩ rằng bao giờ tôi sẽ được thấy vị thiện tri thức ấy để được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, ví như có người trúng phải tinh độc, trong lòng người ấy không nghĩ gì khác,
chỉ nghĩ rằng lúc nào gặp được lương y, nhổ tinh độc ra, chữa khỏi nạn khổ cho tôi. Cũng vậy, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát không còn nghĩ gì khác, chỉ tâm nguyện lúc nào tôi được thấy Đàm Chu Kiệt Bồ Tát, cho tôi được nghe Bát Nhã Ba La Mật, dứt hết tâm chấp có. Ở tại chỗ cũ ấy, Tát Đà Ba Luân tâm tưởng niệm Đàm Chu Kiệt Bồ Tát, ở trong tất cả pháp được tri kiến vô ngại, liền được vô lượng muôn tam muội hiện tiền, đó là chư pháp tánh quán tam muội, chư pháp tánh bất khả đắc tam muội, phá chư pháp vô minh tam muội, chư pháp bất dĩ tam muội, chư pháp bất hoại tự tại tam muội, chư pháp năng chiếu minh tam muội, chư pháp ly ám tam muội, chư pháp vô dĩ tương tục tam muội, chư pháp bất khả đắc tam muội, tán hoa tam muội, chư pháp vô ngã tam muội, như quyển oai thế tam muội, đắc như cảnh tượng tam muội, đắc nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội, nhất thiết chúng sanh quan hỷ tam muội, nhập phân biệt âm thanh tam muội, đắc chủng chủng ngữ ngôn tự cú trang nghiêm tam muội, vô quý tam muội, tánh thường mặc nhiên tam muội, đắc vô ngại giải thoát tam muội, ly trần cấu tam muội, danh tự ngữ cú trang nghiêm tam muội, kiến chư pháp tam muội, chư pháp vô ngại đảnh tam muội, như hư không tam muội, như kim cang tam muội, bất quý trước sắc tam muội, đắc thắng tam muội, chuyển nhãn tam muội, tất pháp tánh tam muội, năng giữ an ổn tam muội, sư tử hống tam muội, thắng nhất thiết chúng sanh tam muội, qua trang nghiêm tam muội, đoạn nghi tam muội, đoạn nhất thiết kiên cố tam muội, xuất chư pháp đắc thần thông lực vô quý tam muội, năng đạt chư pháp tam muội, chư pháp tài ấn tam muội, chư pháp vô phân biệt kiến tam muội, ly chư kiến tam muội, ly nhất thiết ám tam muội, ly nhất thiết tướng tam muội, giải thoát nhất thiết tướng tam muội, trừ nhất thiết giải đãi tam muội, đắc thâm pháp minh tam muội, bất khả đoạt tam muội, phá ma tam muội, bất trước tam giới tam muội, khởi quang minh tam muội, kiến chư Phật tam muội. An trụ trong các tam muội ấy, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát liền thấy mười phương vô lượng vô số chư Phật, vì chư Đại Bồ Tát mà nói Bát Nhã Ba La Mật. Lúc ấy chư Phật mười phương an ủi Tát Đà Ba Luân Bồ Tát rằng: lành thay, này thiện nam tử, lúc chúng ta hành Bồ Tát đạo ở trước cầu Bát Nhã Ba La Mật, được các tam muội ấy cũng như chỗ được của người hiện nay vậy. Được các tam muội ấy rồi, chúng ta khéo vào Bát Nhã Ba La Mật, thành tựu sức phương tiện, trụ bực bất thối chuyển. Chúng ta quán tánh các tam muội ấy, chẳng thấy có pháp gì xuất tam muội, nhập tam muội, cũng chẳng thấy ai hành Phật đạo, cũng chẳng thấy ai được vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa là chẳng quan niệm có các pháp ấy. Này thiện nam tử, chúng ta an trụ trong pháp vô sở niệm mà được thân màu hoàng kim rất sáng chói này, có 32 tướng, 80 tùy hình hảo, trí huệ chẳng thể nghĩ bàn được, giới vô thượng, tam muội vô thượng, Phật vô thượng trí huệ, tất cả công đức hãy đều đầy đủ. Đã đầy đủ tất cả công đức mà Đức Phật còn chẳng thể lấy tướng nói hết được, huống là Hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật và những người khác. Này thiện nam tử, vì lẽ ấy nên ở trong Phật pháp này phải càng cung kính mến nhớ, sanh lòng tinh thanh tịnh. Đối với thiện tri thức phải xem như Đức Phật. Tại sao vậy? Vì nhờ thiện tri thức thủ hộ mà Bồ Tát mau được vô thượng Bồ Đề. Lúc ấy Tát Đà Ba Luân Bồ Tát bạch chư Phật mười phương: ai là thiện tri thức của tôi mà tôi phải thân cận cúng dường? Chư Phật mười phương bảo Tát Đà Ba Luân Bồ Tát: Đàm Du Kiệt Bồ Tát đã nhiều đời giáo hóa vô thượng Bồ Đề cho người thành tựu. Đàm Du Kiệt Bồ Tát thủ hộ người, dạy cho người sức phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát ấy là thiện tri thức của người. Dầu người có cúng dường Đàm Du Kiệt Bồ Tát, hoặc một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, dẫn đến hơn trăm kiếp, đầu đội cung kính, đem tất cả đồ sắc, thanh, hương, vị, xúc vui thích trong cõi đại thiên cúng dường hết, cũng chưa đáp được ơn trong khoảnh khắc. Tại sao vậy? Vì do nhân duyên của Đàm Du Kiệt Bồ Tát làm cho người được những tam muội như vậy, được sức phương tiện Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Chư Phật an ủi giáo hóa Tát
Đà Ba Luân Bồ Tát như vậy, làm cho ngài vui mừng xong, bỗng nhiên chẳng hiện. Từ tâm buổi dậy, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát chẳng còn thấy chư Phật, bèn nghĩ rằng, chư Phật ấy từ đâu đến, đi về đâu? Vì chẳng thấy chư Phật nên ngài lại buồn rầu chẳng vui, ai sẽ dứt hết chỗ nghi ngờ của tôi? Ngài lại nghĩ rằng, Đàm Vô Kiệt Bồ Tát từ lâu xa đã thường hành Bát Nhã Ba La Mật, được sức phương tiện và các Đà La Ni, nơi Pháp Bồ Tát được tự tại, cúng dường nhiều chư Phật quá khứ, nhiều đời làm thầy tôi, thường làm lợi ích cho tôi. Tôi sẽ hỏi Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, chư Phật từ đâu đến, đi đến đâu? Lúc ấy, đối với Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát sanh lòng cung kính, tôn trọng, mến ưa, nghĩ rằng, tôi phải lấy gì cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát? Hiện nay tôi nghèo cùng, không có hoa hương, vàng bạc, châu báu, không có những vật khả dĩ cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Pháp Sư Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Tôi không nên đi tay không để đến chỗ Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Nếu tôi đi không thì khó sanh lòng mừng rỡ. Vì Bát Nhã Ba La Mật, tôi phải bán thân để có tài vật cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Từ nhiều đời, tôi đã mất vô số thân trong vô thủy sanh tử, hoặc chết, hoặc bán, hoặc vì dục vọng mà nhiều đời chịu vô lượng khổ não ở trong địa ngục, chưa bao giờ vì pháp thanh tịnh, vì pháp sư mà mất thân giữa đường. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát vào một thành, đến giữa chợ rao lớn rằng, ai cần người, ai cần người, ai muốn mua người? Bây giờ ác ma nghĩ rằng, vì mến chánh pháp mà Tát Đà Ba Luân này tự bán thân, vì Bát Nhã Ba La Mật mà cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, ông ấy sẽ chánh vấn Bát Nhã Ba La Mật và sức phương tiện đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thế nào để chống được vô thượng Bồ Đề, ông ấy sẽ được đầy đủ đa văn như nước biển cả, lúc đó chẳng thể ngăn trở phá hoại được. Ông ấy sẽ đầy đủ tất cả công đức lợi ích chư đại Bồ Tát nơi vô thượng Bồ Đề, qua khỏi cảnh giới của ta, và cũng dạy những người khác ra khỏi cảnh giới của ta để được vô thượng Bồ Đề. Ta phải phá hoại công việc của ông ấy. Bây giờ ác ma che các nhà Bà La Môn cư sĩ chẳng nghe tiếng rao bán thân của Tát Đà Ba Luân Bồ Tát, chỉ trừ một trưởng giả nữ, vì nhân duyên đời trước nên ác ma chẳng che được. Tát Đà Ba Luân rao bán thân, chẳng ai hỏi mua, bèn buồn rầu rồi khóc lóc, đứng lại một nơi rơi lệ, tự nghĩ rằng, vì tôi có tội lớn nên bán thân mà chẳng ai mua, vì Bát Nhã Ba La Mật mà tôi tự bán thân để cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Bấy giờ Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân nghĩ rằng, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát mến chánh pháp mà tự bán thân, vì Bát Nhã Ba La Mật nên muốn cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Ta sẽ thử ông ấy coi có phải thiệt gì thâm tâm mến pháp mà xả thân chăng. Thiên Đế Thích liền quá làm người Bà La Môn, đi ngang qua chỗ Tát Đà Ba Luân đứng hỏi rằng, cớ chi mà ngươi đứng đây đây khóc than buồn rầu, nhan sắc tiều tụy như vậy? Thưa Bà La Môn, tôi mến kính chánh pháp vì Bát Nhã Ba La Mật nên tôi bán thân để cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, nhưng không ai mua. Tôi nghĩ mình phước bạc không có của báo, muốn bán thân cũng chẳng ai mua, tôi lấy gì cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Vô Kiệt Bồ Tát? Bà La Môn nói, tôi chẳng cần người, hiện nay tôi muốn tế trời, cần có tim máu và tủy người, ông có thể bán những vật ấy cho tôi không? Tát Đà Ba Luân nghĩ rằng, tôi được lợi lớn, được lợi đệ nhất, nay tôi vì đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, phương tiện lực, nên được người mua tim máu và tủy. Tát Đà Ba Luân trong lòng rất vui mừng, không còn buồn rầu, bảo Bà La Môn rằng, tôi bằng lòng trao cho ông tất cả những vật ông muốn dùng. Bà La Môn hỏi, ông lấy giá bao nhiêu? Tát Đà Ba Luân đáp, tùy ý ông cho bao nhiêu cũng được. Liền đó, Tát Đà Ba Luân tay mặt cầm dao bén, đâm vào cánh tay tả tuôn máu ra, rồi cắt thịt bắp dế bên mặt, muốn chặt xương để lấy tủy. Khi ấy, có một trưởng giả nữ ở trên gác cao, thấy Tát Đà Ba Luân tự cắt thân thể, chẳng tiếc mạng sống, muốn biết duyên do, nàng liền xuống gác đến hỏi Tát Đà Ba Luân rằng, người ơi, sao lại tự hủy thân khốn khổ đến như vậy? Dùng tim, máu, tủy này để làm gì? Tát Đà Ba Luân đáp, tôi bán cho ông Bà La Môn đây để có tiền vật cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Trưởng giả nữ hỏi,
ông muốn đem bán tim, máu và tủy để cúng dường Đàm Du Kiệt Bồ Tát sẽ được công đức gì? Tất Đà Ba Luân đáp: Đàm Du Kiệt Bồ Tát khéo học Bát Nhã Ba La Mật và phương tiện lực, Ngài sẽ giảng dạy tôi việc phải làm của Bồ Tát và đạo sở hành của Bồ Tát. Tôi học pháp ấy, đạo ấy, lúc được vô thượng Bồ Đề làm y chỉ cho chúng sanh, sẽ được thân màu hoàng kim, đủ 32 tướng, 80 tùy hình hảo quang minh vô lượng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 4 vô quý, 4 trí vô ngại, Phật thập lực, 18 pháp bất cộng, 6 thần thông chẳng thể nghĩ bàn, giới định trí huệ, thanh tịnh, được vô thượng Bồ Đề. Ở trong các pháp được tri kiến nhất thiết vô ngại, đem pháp bảo vô thượng phân bố cho tất cả chúng sanh. Những công đức lợi ích như vậy tôi sẽ được từ nơi Đàm Du Kiệt Bồ Tát ấy. Trưởng giả nữ nghe Phật pháp thượng diệu ấy, lòng rất vui mừng kinh ngạc, rỡn óc nói: rất là hy hữu, chỗ ông nói vi diệu khó được nghe, vì mỗi pháp công đức ấy đáng xả cả hàng sa thân mạng, chỗ ông nói đó rất là vi diệu. Nay ông cần những gì tôi sẽ cung cấp hết: những vàng bạc, châu báu, hoa hương, phan lộng, y phục, nhà khí, tôi sẽ cấp cho ông tất cả để ông cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Du Kiệt Bồ Tát. Ông chớ nên hủy hoại thân thể. Tôi cũng sẽ đến chỗ Đàm Du Kiệt Bồ Tát cùng ông gieo căn lành để được pháp vi diệu như lời ông nói đó. Lúc ấy Thiên Đế Thích hoàn lại bổn hình khen: lành thay, lành thay, ông bền chịu sự đau khổ như vậy mà chẳng động tâm. Chư Phật quá khứ lúc hành đạo Bồ Tát cũng như vậy mà cầu Bát Nhã Ba La Mật và phương tiện lực nên được vô thượng Bồ Đề. Tôi thiệt chẳng dùng tim, máu, tủy người, chỉ đến để thử nhau thôi. Ông cầu mong điều gì tôi sẽ ban cho? Tất Đà Ba Luân nói: tôi cầu mong vô thượng Bồ Đề. Thiên Đế Thích nói: điều ấy sức tôi làm không được, đó là cảnh giới chư Phật, tôi quyết phải báo đền, vậy ông nên cầu việc khác. Tất Đà Ba Luân nói: nếu như vậy xin thân thể tôi bình phục như cũ. Liền đó thân thể của Tất Đà Ba Luân bình phục, không còn thương tích, y như trước, không khác. Thiên Đế Thích bỗng nhiên chẳng hiện. Trưởng giả nữ bảo Tất Đà Ba Luân: người đến nhà tôi, cần thứ gì tôi sẽ xin cha mẹ tôi cấp cho. Tôi cũng sẽ từ giả cha mẹ tôi, rồi mang theo cả hầu hạ cùng người đến chỗ Đàm Du Kiệt Bồ Tát để cúng dường và cầu pháp. Tất Đà Ba Luân liền đến đứng ngoài cửa nhà trưởng giả nữ. Nàng vào thưa cha mẹ xin đủ đồ dùng để cúng dường, và xin phép cha mẹ cho nàng mang theo 500 thị nữ vốn là kẻ hầu hạ nàng cùng đi với Tất Đà Ba Luân đến chỗ Đàm Du Kiệt Bồ Tát để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát ấy sẽ vì chúng con mà thuyết pháp, con sẽ thực hành đúng theo và sẽ được pháp của chư Phật. Cha mẹ nàng hỏi: Tất Đà Ba Luân là người nào? Nàng thưa: người ấy hiện đứng ngoài cửa. Người ấy dùng thâm tâm cầu vô thượng Bồ Đề, muốn độ tất cả chúng sanh khỏi vô lượng khổ sanh tử. Vì cầu pháp mà người ấy tự bán thân mình để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật có tên là đạo sở học của Bồ Tát. Vì cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Du Kiệt Bồ Tát mà Tất Đà Ba Luân ở giữa chợ rau lớn. Ai muốn cần người, ai muốn mua người, bán thân không ai hỏi mua, người ấy đứng một chỗ buồn rầu khóc than. Thiên Đế Thích quá làm người Bà La Môn đến thử thách hỏi duyên cớ. Tất Đà Ba Luân nói: tôi muốn bán thân để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Du Kiệt Bồ Tát, nhưng vì phước bạc nên chẳng ai hỏi mua. Bà La Môn nói: tôi chẳng cần người, tôi muốn tế trời, phải dùng tim, máu và tủy người, ông có bán được không? Tất Đà Ba Luân nghe nói hết buồn rầu, vui mừng ưng bán không cần giá cả. Lúc ấy Tất Đà Ba Luân tay mặt cầm dao bén đâm vào cánh tay trái lấy máu, rồi cắt thịt bắp dế mặt muốn chẻ xương lấy tủy. Con ở trên gác ngó thấy, dội xuống hỏi duyên cớ. Khi biết rõ duyên do, con hứa cung cấp đủ đồ cúng dường và ngăn người ấy hủy hoại thân thể. Con cũng hứa sẽ xin phép cha mẹ cùng đi với người ấy đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Du Kiệt Bồ Tát. Cha mẹ nàng nói: thật là hy hữu khó có, người ấy tinh tiến vì pháp và rất thích pháp tướng,
những Phật pháp ấy chẳng thể nghĩ bàn, là tối đệ nhất ở tất cả thế gian, là nhân duyên an lạc của tất cả chúng sanh. Vì pháp ấy mà người ấy đại thể trang nghiêm. Cha mẹ cho phép con đến gặp Đàm Vô Kiệt Bồ Tát để thân cận cúng dường, vì con đã phát tâm lớn muốn được Phật pháp. Con tinh tiến như vậy, cha mẹ đâu được chẳng tùy hỷ. Được cha mẹ cho phép, trưởng giả nữ rất vui mừng, liền trang nghiêm xe bảy báo 500 cổ. Đích thân nàng cùng 500 thị nữ sắm sửa đồ cúng dường, đem các thứ hoa tươi và hoa bằng vàng bằng bạc, những y phục trân báu, chuỗi ngọc, hương tốt, đồ ăn uống thơm ngon, rồi cùng Tát Đà Ba Luân và 500 thị nữ, mỗi người ngồi một xe cung kính trang trọng, đi lần về phương Đông, thấy thành chúng hương bảy báo trang nghiêm, bảy lớp vây quanh, hào bằng bảy báo, và hàng cây bảy báo cũng đều bảy lớp. Thành ấy rộng 12 do tuần, giàu thành an tĩnh, rất là vui sướng. Trong thành nhân dân đông đúc, có 500 thị xã, đường xá tương đương đẹp đẽ như tranh vẽ, cầu kỳ bằng phẳng, rộng rãi, sạch sẽ. Đến khi vào trong thành, thấy Đàm Vô Kiệt Bồ Tát ngồi trên pháp tòa giữa đài cao, đang thuyết pháp cho vô lượng trăm ngàn muôn ức, thính chúng cung kính vây quanh. Lúc thấy Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, Tát Đà Ba Luân lòng liền vui mừng như tỳ kheo nhập đệ tam thiền, nhiếp tâm an tĩnh, tự nghĩ rằng theo nghĩa thì chúng ta chẳng nên ngồi xe đến Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Suy nghĩ xong liền xuống xe đi bộ. Trưởng giả nữ cùng 500 thị nữ cùng xuống xe đi bộ. Bây giờ Tát Đà Ba Luân cùng trưởng giả nữ và 500 thị nữ châu báu trang nghiêm cung kính vây quanh đồng đến chỗ Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Đàm Vô Kiệt Bồ Tát có đài bảy báo trang nghiêm với ngu đầu chiên đàn đỏ, màn lưới chân châu che trùm phía trên, bốn góc đều treo bủ châu mani để làm đèn sáng, và có bốn lò hương báo thường đốt hương thơm để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Trong đài có giường lớn bảy báo, giường nhỏ bốn báo đặt trên giường lớn. Bát Nhã Ba La Mật được biêm vào lá vàng hoàng kim và an trí trên giường nhỏ. Các thứ phan lộng trang nghiêm treo chia phía trên. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát cùng chúng nữ nhân thấy đài báo thờ Bát Nhã Ba La Mật ấy có các châu báu trang nghiêm, lại thấy Thiên Đế Thích Đề Hoàng Vân cùng vô lượng trăm ngàn vạn chư thiên dùng hoa trời, mạn đà la, chiên đàn, nghiền bột mà các thứ báo rải trên đài, trên hư không, trỗi kỹ nhạc trời để cúng dường đài báo ấy. Tát Đà Ba Luân hỏi Thiên Đế Thích: Ngài Kiều Thi Ca, có duyên cớ gì mà Ngài cùng vô lượng trăm ngàn vạn chư thiên đem qua hương trời và kỹ nhạc trời cúng dường đài ấy như vậy? Thiên Đế Thích đáp: Người chẳng biết ư? Đây là Maha Bát Nhã Ba La Mật, là mẹ của chư đại Bồ Tát, hay sanh chư Phật và nhiếp trì Bồ Tát. Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật ấy thành tựu tất cả công đức, được các Phật pháp và nhất thiết chủng trí. Tát Đà Ba Luân liền vui mừng hỏi Thiên Đế Thích: Ngài Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật ấy là mẹ chư đại Bồ Tát, hay sanh chư Phật và nhiếp trì Bồ Tát. Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật ấy thành tựu tất cả công đức, được các Phật pháp và nhất thiết chủng trí, nay ở tại chỗ nào? Thiên Đế Thích đáp: Trong đài cao ấy có giường lớn bảy báo, trên giường lớn đặt giường nhỏ bốn báo. Bát Nhã Ba La Mật được biên trên lát vàng hoàng kim an trí trên giường nhỏ ấy. Đàm Vô Kiệt Bồ Tát dùng ấn bảy báo ấn lên, chúng ta không thể mở được để cho người xem. Lúc ấy Tát Đà Ba Luân Bồ Tát cùng trưởng giả nữ và 500 thị nữ đem đồ cúng dường như hoa hương, chuỗi ngọc, phan lộng chia làm hai phần, một phần cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, một phần cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát đang ngồi trên pháp tọa. Sau khi cúng dường phần Bát Nhã Ba La Mật xong, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát cùng các nữ nhân đem phần cúng dường thứ hai đến chỗ Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Thấy Đàm Vô Kiệt Bồ Tát ngồi trên pháp tọa, liền vì pháp lấy đồ cúng dường dâng lên Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Những đồ cúng dường ấy hiện lên hư không, phía trên Đàm Vô Kiệt Bồ Tát hóa thành hoa đài, bửu trướng, bửu cái. Bốn phía bửu cái treo thồng dẫn phan báo. Tát Đà Ba Luân và các nữ nhân thấy Đàm Vô Kiệt Bồ Tát biến hóa như vậy, lòng rất vui mừng, nghĩ rằng thiệt chưa từng có, công đức thần thông của Đàm Vô Kiệt Bồ Tát là như vậy. Lúc hành Bồ Tát đạo,
mà sức thần thông còn được từng ấy, huống là lúc được vô thượng bồ đề. Trưởng giả nữ và 500 thị nữ lòng tin thanh tịnh kính trọng Đàm Chiêu Kiệt Bồ Tát đều phát tâm vô thượng bồ đề, đồng nguyện rằng như Đàm Vô Kiệt Bồ Tát được các thâm pháp Bồ Tát, như Đàm Vô Kiệt Bồ Tát cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, như Đàm Vô Kiệt Bồ Tát ở trong đại chúng hiển thị diễn thuyết nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, như Đàm Vô Kiệt Bồ Tát được sức phương tiện Bát Nhã Ba La Mật thành tựu thần thông, ở nơi công việc Bồ Tát được tự tại, chúng tôi cũng sẽ được như vậy. Tất Đà Ma Luân Bồ Tát và các nữ nhân cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và Đàm Chiêu Kiệt Bồ Tát rồi đồng đảnh lễ Đàm Chiêu Kiệt Bồ Tát, sau đó cùng đứng qua một phía. Đứng qua một phía xong, Tất Đà Ma Luân Bồ Tát bạch Đàm Chiêu Kiệt Bồ Tát rằng: ngày trước lúc tôi cầu Bát Nhã Ba La Mật ở trong rừng vắng vẻ như tiếng trên hư không dạy rằng: này thiện nam tử, từ đây người đi qua phương đông sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Tôi theo lời đi qua phương đông, chẳng bao lâu tôi nghĩ rằng: sao tôi chẳng hỏi nơi tiếng hư không, tôi phải đi đến xứ nào, xa gần, nghe pháp nơi ai? Tôi quá buồn khổ khóc lóc, ở lại đó 7 ngày đêm vì quá buồn khổ nên tôi không màng ăn uống, chỉ nghĩ rằng lúc nào tôi được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Đương lúc tôi buồn rầu nhất, tâm niệm Bát Nhã Ba La Mật như vậy, tôi thấy Đức Phật hiện thân trên hư không bảo tôi rằng: nhà ngươi chớ buông bỏ tâm đại nguyện, đại tinh tiến, dùng tâm đại nguyện, đại tinh tiến ấy, nhà ngươi đi qua phương đông, cách đây 500 vô tuần, có tòa thành tên Chúng Hương. Trong thành ấy, có đại Bồ Tát tên Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, nhà ngươi sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật nơi Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. Bồ Tát ấy là thiện tri thức nhiều đời của nhà ngươi, thường thủ hộ nhà ngươi. Được Đức Phật chỉ bảo xong, tôi đi qua phương đông, trong lòng chẳng nghĩ gì khác, chỉ tâm niệm bao giờ tôi được thấy Đàm Vô Kiệt Bồ Tát vì tôi mà nói Bát Nhã Ba La Mật. Lúc ấy tôi dừng lại giữa đường, nơi tất cả pháp tôi được trí kiến vô ngại, được các tam muội quán chư pháp tánh vân vân hiện ra trước. Tôi an trụ trong các tam muội ấy, thấy 10 phương vô lượng vô số chư Phật giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Chư Phật khen tôi rằng: lành thay, này thiện nam tử, thuở trước lúc cầu Bát Nhã Ba La Mật, ta được các tam muội cũng như nhà ngươi hôm nay vậy. Được các tam muội ấy rồi thì được khắp các Phật pháp. Chư Phật vì tôi thuyết pháp và an ủi tôi xong, bỗng nhiên chẳng hiện. Tôi từ tam muội dậy suy nghĩ rằng: chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu? Vì không còn thấy chư Phật nên tôi rất buồn rầu. Tôi lại suy nghĩ rằng: Đàm Vô Kiệt Bồ Tát trước đã cúng dường chư Phật gieo các căn lành, từ lâu hành Bát Nhã Ba La Mật và sức phương tiện ở trong Bồ Tát Đạo đã được tự tại, là thiện tri thức của tôi, thủ hộ tôi. Tôi sẽ hỏi Đàm Vô Kiệt Bồ Tát sự việc ấy, chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu? Nay tôi hỏi Đại Sư, chư Phật ấy từ đâu đến và đi đến đâu? Đại Sư, vì tôi nói chỗ chư Phật từ đâu đến và đi cho tôi được biết. Tôi biết rồi cũng thường chẳng rời thấy chư Phật. Phẩm Đàm Vô Kiệt thứ 89. Lúc ấy Đàm Vô Kiệt Đại Bồ Tát bảo Tất Đà Ba Luân Bồ Tát: này thiện nam tử, chư Phật không từ đâu đến, đi cũng không đến đâu. Tại sao vậy? Chư pháp như tướng chẳng động, chư pháp như tức là chư Phật. Pháp vô sanh không đến không đi, pháp vô sanh tức là chư Phật. Phật vô diệt không đến không đi, pháp vô diệt tức là chư Phật. Pháp thiệt tế không đến không đi, pháp thiệt tế là chư Phật.
Pháp không, không đến, không đi. Pháp không là chư Phật. Pháp vô nhiễm, không đến, không đi. Pháp vô nhiễm là chư Phật. Pháp tịch diệt, không đến, không đi. Pháp tịch diệt là chư Phật. Tánh hư không, không đến, không đi. Tánh hư không là chư Phật. Này thiện nam tử, rời các pháp ấy không còn có Phật. Chư Phật như, các pháp như, một như không sai khác. Này thiện nam tử, như ấy thường một, không có hai, không có ba, ra ngoài các pháp số, vì là vô sở hữu. Ví như tháng cuối xuân, giữa ngày, lúc nắng nóng, có người thấy ánh nắng vợn động, bèn đuổi theo mong tìm được nước. Ý ông nghĩ sao? Nước ấy từ ao nào, núi nào, suối nào chảy đến, nay đi về đâu? Hoặc là chảy về biển Đông, biển Tây, biển Nam, biển Bắc ư? Tát Đà Ba Luân thưa: Thưa đại sư, trong ánh nắng còn không có nước, làm sao có được chỗ nước đến nước đi? Này thiện nam tử, kẻ ngu vô trí, bị sự khác bức mặt, thấy nắng giận bèn tưởng là nước. Này thiện nam tử, nếu có người phân biệt chư Phật có đi, phải biết các người ấy đều là ngu phu. Tại sao vậy? Này thiện nam tử, chư Phật chẳng thể lấy sắc thân thấy được. Chư Phật pháp thân không đến không đi, cũng không chỗ đến chỗ đi. Này thiện nam tử, thí như nhà ảo thuật thuật ra các thứ như voi, ngựa, bò, dê, nam, nữ. Ý ông nghĩ sao? Ảo sự ấy từ chỗ nào đến, đi đến đâu? Thưa đại sư, ảo sự không thiệt, làm sao có chỗ đến chỗ đi? Này thiện nam tử, người mà phân biệt Đức Phật có đến có đi cũng như vậy. Này thiện nam tử, ví như chim bao thấy voi, ngựa, bò, dê, nam, nữ. Ý ông nghĩ sao? Cảnh vật được thấy trong chim bao có chỗ đến chỗ đi chăng? Thưa đại sư, cảnh vật được thấy trong chim bao đều là hư vọng, làm sao lại có đến có đi? Này thiện nam tử, nếu người mà phân biệt Đức Phật có đến có đi cũng như vậy. Này thiện nam tử, Đức Phật nói các pháp như chim bao. Nếu có chúng sanh nào chẳng biết pháp nghĩa ấy, cho danh tự sắc thân là Phật, người ấy phân biệt chư Phật có đến có đi. Vì chẳng biết tướng thiệt tế của các pháp nên đều là hạng ngu phu vô trí. Các người ấy mãi mãi qua lại năm đường, xa rời Bát Nhã Ba La Mật, xa rời các Phật pháp. Này thiện nam tử, Đức Phật nói các pháp như ảo như mộng. Nếu có chúng sanh nào biết đúng thiệt thì người ấy chẳng phân biệt các pháp, hoặc đến hoặc đi, hoặc sanh hoặc diệt. Nếu chẳng phân biệt các pháp hoặc đến hoặc đi, hoặc sanh hoặc diệt, thì có thể biết được thiệt tướng của các pháp mà Đức Phật đã nói. Người ấy hành Bát Nhã Ba La Mật gần vô thượng Bồ Đề, gọi là chân Phật đệ tử, chẳng hư vọng ăn của tín thí. Người ấy đáng nhận cúng dường là phước điền thế gian. Này thiện nam tử, ví như ở đại hải, những châu báu trong nước chẳng từ phương đông lại, chẳng từ phương nam lại, chẳng từ phương tây lại, chẳng từ phương bắc lại, cũng chẳng từ bốn phương cạnh và trên dưới lại. Vì do nơi căn lành của chúng sanh mà biển sanh châu báu ấy. Châu báu ấy cũng chẳng phải không nhân duyên mà sanh, châu báu ấy đều từ nhân duyên hòa hiệp mà sanh. Châu báu ấy nếu diệt mất, nó cũng chẳng đi đến mười phương. Các duyên hòa hiệp thì có, các duyên rời tan thì diệt. Này thiện nam tử, thân chư Phật cũng vậy, từ bốn nghiệp nhân duyên quả báo mà sanh. Lúc sanh chẳng từ mười phương đến, lúc diệt cũng chẳng đi đến mười phương. Chỉ các duyên hiệp thì có, các duyên rời thì diệt. Này thiện nam tử, ví như đờn không hầu, lúc tiếng phát ra không chỗ đến, lúc tiếng diệt không chỗ đi, vì các duyên hòa hiệp nên có tiếng. Có thùng, có cổ, có da, có dây, có trụ, có cần, có người lấy tay khẩy, các duyên ấy hòa hiệp mà có âm thanh ấy. Âm thanh ấy cũng chẳng từ thùng đờn dẫn đến, chẳng từ tay người phát ra. Các duyên hòa hiệp bèn có âm thanh. Lúc các duyên ấy rời tan, âm thanh cũng không có chỗ đi. Này thiện nam tử, thân chư Phật cũng như vậy, từ vô lượng công đức nhân duyên sanh, chẳng từ một nhân, một duyên, một công đức sanh, cũng chẳng không nhân duyên mà có. Vì các duyên hòa hiệp nên có. Thân chư Phật chẳng riêng từ một sự mà thành, đến không từ đâu, đi không đến đâu. Này thiện nam tử, phải biết chư Phật tướng đến tướng đi như vậy. Này thiện nam tử, cũng phải biết tất cả pháp không có tướng đến đi. Nên ông biết chư Phật và các pháp không có tướng đến đi, sanh diệt thì tất là được vô thượng Bồ Đề. Cũng hay hành Bát Nhã Ba La Mật và phương tiện lực.
Lúc ấy, Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân đem hoa trời Mạng Đà La trao cho Tát Đà Ba Luân Bồ Tát mà nói rằng: Ngài lấy hoa này cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, tôi phải thủ hộ cúng dường Ngài. Tại sao vậy? Vì do nơi Ngài mà hôm nay đem sự lợi ích đến cho 100.000 muôn ức chúng sanh, khiến họ được vô thượng Bồ Đề. Này Ngài, Đàm Vô Kiệt Bồ Tát ấy rất là khó gặp được. Vì lợi ích cho tất cả chúng sanh mà Đại Bồ Tát ấy chịu những sự nhọc nhằn khổ sở trong vô lượng vô số kiếp. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát nhận thấy qua Mạng Đà La rải trên Đàm Vô Kiệt mà bạch rằng: Thưa Đại Sư, từ ngày hôm nay thân tôi thuộc về Đại Sư dùng cung cấp cúng dường. Lúc ấy trưởng giả nữ và 500 thị nữ thưa giới Tát Đà Ba Luân Bồ Tát rằng: Từ hôm nay chúng tôi cũng đem thân thuộc về Ngài, do căn lành nhân duyên này chúng tôi sẽ được pháp như vậy, cũng như Ngài đã được. Chúng tôi cùng Ngài đời đời cúng dường chư Phật, đời đời thường cúng dường Ngài. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát bảo chúng nữ nhân: Các người lấy tâm chí thành thuộc tôi sẽ nhận các người. Chúng nữ thưa: Chúng tôi lấy tâm chí thành thuộc về Ngài, tùy theo chỗ Ngài dạy bảo. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát và chúng nữ nhân đem những đồ bửu vật trang nghiêm cùng 500 cỗ xe bảy báo dâng lên Đàm Vô Kiệt Bồ Tát mà bạch rằng: Tôi đem 500 nữ nhân này phụng cấp Đại Sư, 500 cỗ xe này tùy Đại Sư dùng. Thiên Đế Thích liền khen rằng: Lành thay, lành thay. Này Ngài, Đại Bồ Tát khí xả tất cả sở hữu phải như vậy, bố thí như vậy sẽ chống được vô thượng Bồ Đề. Cúng dường người thuyết pháp như vậy ắt có thể được nghe Bát Nhã Ba La Mật và phương tiện lực. Chư Phật quá khứ, thuở trước lúc hành Bồ Tát đạo cũng an trụ trong sự bố thí như vậy mà được nghe Bát Nhã Ba La Mật và phương tiện lực, rồi được vô thượng Bồ Đề. Lúc ấy Đàm Vô Kiệt Bồ Tát muốn cho Tát Đà Ba Luân Bồ Tát được căn lành đầy đủ, nên thọ lấy 500 cỗ xe, 500 thị nữ và trưởng giả nữ thọ lấy xong bèn đem lại cho Tát Đà Ba Luân Bồ Tát. Đàm Vô Kiệt Bồ Tát thuyết pháp đến mặt trời lặn, Ngài rời khỏi pháp tọa vào cung. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát nghĩ rằng: Tôi vì pháp mà đến đây, vậy tôi chẳng nên ngồi và nằm, tôi phải dùng hai quay nghi, hoặc đi hoặc đứng, để chờ pháp sư từ nội cung ra thuyết pháp. Lúc ấy Đàm Vô Kiệt Bồ Tát tròn 7 năm nhất tâm nhập trong vô lượng A Tăng Kỳ Bồ Tát Tam Muội và hành Bát Nhã Ba La Mật cùng phương tiện lực. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát cũng tròn 7 năm đi tu kinh hành, hoặc đứng chẳng ngồi chẳng nằm, không có ngủ nghỉ, không tham dục giận phiền, lòng chẳng chấp luyến, chỉ niệm tưởng Đàm Vô Kiệt Bồ Tát bao giờ xuất định ra thuyết pháp. Quá 7 năm, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát nghĩ rằng: Tôi phải vì Đàm Vô Kiệt Bồ Tát mà trần thiết pháp tọa, để Ngài sẽ ngồi trên đó thuyết pháp. Tôi phải rưới quét sạch sẽ, rải các thứ hoa, trang nghiêm chỗ thuyết pháp. Vì Đàm Vô Kiệt Bồ Tát sẽ thuyết Bát Nhã Ba La Mật và phương tiện lực. Lúc ấy, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát cùng trưởng giả nữ, cùng 500 thị nữ đặt giường bảy báo, 500 nữ nhân đều cởi thượng y của mình trải trên pháp tọa, tâm niệm Đàm Vô Kiệt Bồ Tát sẽ ngồi trên pháp tọa này thuyết Bát Nhã Ba La Mật và phương tiện lực. Sắp đặt pháp tọa xong, tìm nước dưới đất mà tìm không được. Tại sao? Vì ác ma che ngăn làm cho nước chẳng hiệp. Ma nghĩ rằng Tát Đà Ba Luân Bồ Tát tìm nước chẳng được, ở nơi vô thượng Bồ Đề nếu móng khởi chừng một niệm kém khác thì trí huệ chẳng chiếu, căn lành chẳng thêm, sẽ chậm trễ nơi nhất thiết trí. Lúc ấy Tát Đà Ba Luân Bồ Tát nghĩ rằng: Tôi phải tự đâm thân mình, lấy máu rưới đất để bụi không bay lắm dơ Đại Sư. Tôi còn cần gì thân thể này, nó sẽ hư hại. Từ vô thị đến nay tôi luôn luôn mất thân mạng, chưa từng được có pháp. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát liền cầm dao bén tự đâm vào thân, lấy máu rưới đất. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát với trưởng giả nữ và 500 thị nữ đều không có tâm niệm khác, mà cũng không có dịp hại được. Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân nghĩ rằng: Thiệt chưa từng có, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát mến yêu chánh pháp đến độ như vậy, tự đâm thân mình lấy máu rưới đất. Bồ Tát ấy cùng chúng nữ nhân tâm chẳng động chuyển, ác ma ba tuần chẳng phá hư được căn lành của họ, tâm họ kiên cố phát đại trang nghiêm, chẳng tiếc thân mạng, dùng thâm tâm cầu vô thượng Bồ Đề sẽ độ tất cả chúng sanh khỏi vô lượng khổ sanh tử. Thiên Đế Thích khen ngợi Tát Đà Ba Luân Bồ Tát: Thiện nam tử, Ngài có sức tinh tiến kiên cố khó lay động, chẳng nghĩ bàn được. Ngài yêu mến chánh pháp, cầu được chánh pháp rất là vô thượng. Thiện nam tử,
Chư Phật thuở quá khứ cũng như vậy, dùng thâm tâm yêu pháp, thuyết pháp, trọng pháp, tập hợp các công đức được vô thượng Bồ Đề. Tát Đà Ba Luân Bồ Tát nghĩ rằng: tôi đã vì Đàm Vô Kiệt Bồ Tát trần thuyết pháp tọa, quét rác dưới đất sạch sẽ rồi, tôi phải tìm ở đâu để được qua đẹp hơn, để trang nghiêm đất chỗ thuyết pháp này. Và lúc Bồ Tát ngồi trên pháp tọa thuyết pháp, còn phải rải qua cúng dường. Biết tâm niệm Tát Đà Ba Luân Bồ Tát, Thiên Đế Thích liền đem 3000 thạch qua trời Mạng Đà La trao cho Tát Đà Ba Luân Bồ Tát. Được qua rồi, Tát Đà Ba Luân dùng phân nửa số qua rải đất, còn phân nửa số qua chờ lúc Đàm Vô Kiệt Bồ Tát ra ngồi thuyết pháp sẽ cúng dường. Lúc ấy Đàm Vô Kiệt Bồ Tát nhập tam muội quá 7 năm rồi. Từ tam muội dậy, vì thuyết Bát Nhã Ba La Mật nên cùng vô lượng 100000 vạn chúng cung kính vây quanh đến ngồi trên pháp tọa. Lúc thấy Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát lòng rất vui mừng, như tỳ kheo nhập đệ tam thiền, bèn cùng trưởng giả nữ và 500 thị nữ đến chỗ Đàm Vô Kiệt Bồ Tát rải qua cúng dường, đầu bạc đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Đàm Vô Kiệt Bồ Tát thấy đại chúng ngồi xong, bèn bảo Tát Đà Ba Luân Bồ Tát rằng: này thiện nam tử, lắng nghe và lãnh thọ kỹ. Này, tôi sẽ vì ông mà thuyết tướng Bát Nhã Ba La Mật. Này thiện nam tử, vì các pháp bình đẳng nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bình đẳng. Vì các pháp rời lìa nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng rời lìa. Vì các pháp bất động nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bất động. Vì các pháp vô niệm nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô niệm. Vì các pháp vô úy nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô úy. Vì các pháp nhất dị nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng nhất dị. Vì các pháp vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Vì các pháp vô sanh nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô sanh. Vì các pháp vô diệt nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô diệt. Vì hư không vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Vì nước đại hải vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Vì núi Tu Di trang nghiêm nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng trang nghiêm. Vì hư không vô phân biệt nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô phân biệt. Vì sắc vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Vì thọ tưởng hành thức vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Vì địa chủng vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Vì thủy chủng, quả chủng, phong chủng vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Vì không chủng vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Vì như kim cang bình đẳng nên Bát Nhã Ba La Mật cũng bình đẳng. Vì các pháp vô phân biệt nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô phân biệt. Vì các tánh bất khả đắc nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả đắc. Vì các pháp vô sở hữu bình đẳng nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô sở hữu bình đẳng. Vì các pháp vô tác nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng vô tác. Vì các pháp bất khả tư nghị nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả tư nghị. Liền lúc ấy, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát tại chỗ ngồi được các tam muội, những là chư pháp đẳng tam muội, chư pháp ly tam muội, chư pháp vô úy tam muội, chư pháp nhất diệt tam muội, chư pháp vô biên tam muội, chư pháp vô sanh tam muội, pháp vô diệt tam muội, hư không vô biên tam muội, đại hải thủy vô biên tam muội, Tu Di Sơn trang nghiêm tam muội, hư không vô phân biệt tam muội, sắc vô biên tam muội, thọ tưởng hành thức vô biên tam muội, địa chủng vô biên tam muội, thủy quả phong không chủng vô biên tam muội, như kim cang đẳng tam muội, chư pháp vô phân biệt tam muội, chư pháp bất khả tư nghị tam muội, được 600 vạn môn tam muội như vậy. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: như ta hôm nay ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cùng chư tăng tỳ kheo vây quanh, lấy tướng ấy, lấy tướng mạo ấy, lấy danh tự ấy thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Tát Đà Ba Luân được 600 muôn môn tam muội ấy, thấy mười phương hằng xa chư Phật ở trong Đại Thiên Thế Giới cùng chư tăng tỳ kheo cung kính vây quanh lấy tướng như vậy, lấy tướng mạo như vậy, lấy danh tự ấy thuyết đại Bát Nhã Ba La Mật ấy cũng như vậy. Từ thuở về sau, Tát Đà Ba Luân Bồ Tát đa văn trí huệ chẳng nghĩ bàn được. Như nước đại hải thường chẳng rời chư Phật, sanh nơi nước có Phật, nhận đến trong giấc mơ cũng chẳng có lúc nào chưa từng thấy Phật. Tất cả các nạn hãy đều đã dứt, tại cõi nước Phật tùy theo nguyện sanh về. Này Tu Bồ Đề, phải biết nhân duyên Bát Nhã Ba La Mật ấy có thể thành tựu tất cả công đức Đại Bồ Tát được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, vì thế nên chư Đại Bồ Tát nếu muốn học 6 Ba La Mật
muốn thâm nhập chư Phật trí huệ, muốn được nhất thiết chủng trí, thì phải thọ trì Bát Nhã Ba La Mật ấy, đọc tụng chánh ức niệm, rộng vì người mà giảng thuyết, cũng biên chép quyển kinh, tôn trọng tán thán cúng dường hương hoa, nhẫn đến kỹ nhạc. Tại sao vậy? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của mười phương chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Mười phương chư Phật đều tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật vậy. Phẩm Chúc Lụy thứ 90. Bây giờ Đức Phật bảo ngài A Nan: Này A Nan, ý ông nghĩ sao? Đức Phật có phải là đại sư của ông chăng? Còn ông có phải là đệ tử của Đức Phật chăng? Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật là đại sư của tôi, Đấng Thiện Thệ là đại sư của tôi, tôi là đệ tử của Đức Phật. Đúng như vậy, Đức Phật là đại sư của ông là đệ tử của Đức Phật. Nếu như chỗ phải làm của hàng đệ tử thì ông đã làm rồi. Này A Nan, ông dùng nghiệp thân, khẩu, ý, nhân từ cúng dường hầu hạ Đức Phật, cũng thường đúng theo ý của Đức Phật, không có trái lỗi. Này A Nan, thân ta hiện tại đây, ông ái kính cúng dường, cung cấp hầu hạ, tâm ông thường thanh tịnh. Sau khi ta diệt độ, tất cả sự ái kính cúng dường cung cấp ấy, ông phải dành cho Bát Nhã Ba La Mật. Dẫn đến lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Phật đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lụy cho ông. Này A Nan, ông chớ có quên, chớ để mất, chớ làm người đoạn Phật chủng tối hậu. Này A Nan, tùy bao nhiêu thời gian mà Bát Nhã Ba La Mật còn tại thế gian, phải biết là bao nhiêu thời gian có Phật ở đời thuyết pháp. Này A Nan, nếu có ai biên chép Bát Nhã Ba La Mật rồi thọ trì đọc tụng chánh ức niệm, rộng giảng thuyết cho người, lấy các thứ hương hoa, phan lọng, bửu y, đèn đuốc cung kính tôn trọng ca ngợi cúng dường, phải biết người ấy chẳng rời thấy Phật, chẳng rời nghe pháp, được thường ở gần bên Phật. Đức Phật nói Bát Nhã Ba La Mật rồi, Di Lặc Bồ Tát, Vân Vân Chư Đại Bồ Tát, Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Huệ Mạng Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Ma Ha Câu Si La, Ma Ha Ca Chiên Diên, A Nan Vân Vân, cùng tất cả đại chúng và tất cả thế gian, chư thiên nhân chúng, Càn Thác Bà, A Tu La Vân Vân, nghe lời Đức Phật nói đều rất vui mừng. Trọn bộ 30 quyển, dịch xong ngày Phật Đản 2517, rằm tháng 4 năm Quý Sửu, 17 tháng 5 năm 1973, tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, lời bạc của dịch giả. Phật lịch 2511, năm 1967, tôi bắt đầu phiên dịch bộ Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh 30 quyển trong Hán Tạng ra Việt văn và được Đại Đức trụ trì chùa Hải Tuệ ở chợ Trương Minh giảng lò ấn hành. Cứ 10 quyển ở bộ chữ Hán được dịch ra Việt văn thì in thành một tập. Bổn thảo Việt dịch tập thứ nhất đưa cho nhà in Sen Vàng, lò ấn bát chưa xong thì bị đại nạn Tết Mậu Thân, phần lên khuôn bị cháy mất. May mà mấy tập bổn thảo còn sót lại. Vì biến cố ấy mà tập thứ nhất đến năm Phật lịch 2513, năm 1969 mới in xong và đến tay độc giả. Lúc sắp in tập thứ hai, biến cố thứ hai lại xảy ra. Người đứng lo ấn hành, Đại Đức trụ trì chùa Hải Tuệ bị đại nạn mất tích. Đến năm Phật lịch 2515, năm 1971, Đại Đức Thông Phương tiếp nối công trình dở dang của Đại Đức trụ trì chùa Hải Tuệ phụ trách, và đầu năm Phật lịch 2516, năm 1972, tập kinh thứ hai mới đến tay chư Phật tử, và Đại Đức Thông Phương cũng viên tịch vì bạo bệnh cách vài tháng sau cùng năm. Đầu năm nay, Phật lịch 2517, năm 1973, Đại Đức Thích Hồng Minh tiếp nối đảm nhận ấn hành tập thứ ba, và bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật 30 quyển Việt dịch này
được lưu hành trọn vẹn 4.000 bộ, mỗi bộ gồm 3 tập. Bao cam go, bao trở ngại, bộ kinh Diệt Văn này mới được hoàn thành. Nhưng xét lại cũng chưa bằng muôn một sự hy sinh vì chánh pháp, vì Bát Nhã Ba La Mật của chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ nhiều kiếp nhiều đời. Xin ghi lại nguyên ủy cội ngành của bộ kinh Diệt Văn này, hầu chư quý độc giả nay và mai ngưỡng vọng Tam Bảo Oai Thần, Bát Nhã công đức gia hộ cho mọi người tất cả chúng sanh, tội chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, đồng được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, đồng viên thành Phật đạo. Phật lịch 2517, năm 1973, ngày Tiền An Cư năm Quý Sửu, dịch giả Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, kính ghi.